Hello các bạn, không biết nó là lên cái gì, để mình vào mình xem đó. Là Facebook của anh xem thử không phải lên cho mày. Hello, từ từ từ. Hình như lên rồi sao ấy? Chưa chưa lên. À đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi thấy rồi. Good morning các bạn, đây rồi có 11 người xem rồi. Bạn nào đã xem buổi livestream của mình, các bạn chia sẻ một xíu đi, các bạn say hi cái đi, say hi cái để mình biết mình chào rồi. Ôi, người dũng cảm đầu tiên, hello Đỗ Hoàng Anh, Hoàng Anh quê ở đâu vậy bạn ơi? Rồi. Hello Hoàng Anh, Hoàng Anh quê ở đâu? Hello Đinh Thức, hello Nguyên Bùi. Các bạn quê ở đâu nhỉ? Ở các bạn thì giờ đang làm công việc gì? Ở chỗ các bạn mưa hay nắng? Mùa hè này có nóng không các bạn? Hello Ray, Ryan Nguyễn. Hello Hồ Trung, hello Duy Hùng. Hello Nữ. Hello Minh Phúc. Mình đang đi công tác. Đáng lẽ hôm nay mình theo lịch là mình họp phải là từ 9 giờ sáng đến 23 giờ. Nhưng thế là hôm nay lại được nghỉ sớm. Cho nên là mình thấy cũng ngồi ở đây chúng chả làm gì, ngồi ở khách sạn cũng buồn muốn chết. Thế thôi tối nay bật like lên ngồi chia sẻ với mọi người, lâu lâu giao lưu cả không mọi người quên mình mất. Hello Trang, hello Đình Tâm. Đình Tâm à? Hello Thế Cường. Hello Quang Trần. Quang Trần nói Huế nặng thế mẹ nồi luôn. Quê Nghệ An bên hôm bữa mình về cũng vậy, nặng 39-40 độ. Mà nó còn cúp điện là các anh chị ạ. Kinh khủng. Cúp điện luân phiên từ 0 giờ hôm nay cho tới 0 giờ ngày mai. U là trời. Khiếp thật chứ. Các bạn đang làm công việc kinh doanh gì? Các bạn đang làm công việc gì? Công việc của các bạn năm nay ổn không? Đầu năm đến giờ tốt không? Các bạn chia sẻ cái đi. Có gì vui, có gì buồn không? Các bạn chia sẻ cái rồi chúng ta giao lưu từ từ tí vào. Hello chị Thoan. Em đang ở một nơi rất xa chị ạ. Đang đi họp với đối tác Nhật. Ê, camera sao nó lém nhem vậy ta? Mình vừa lão lại camera các bạn. Cái bóng đèn sau kia hình như nó chói chói gì. Hai anh em đang đi công tác rồi, hai anh em ở cùng. Hay tối hả? Có thằng em nữa, hai anh em ở cùng. Khi nãy giờ mình hẹn mọi người 19 giờ lên để live stream. Thế khi nãy giờ hai anh em ngồi mò cái gì đó, cắt cắp các bạn. Ngồi mò làm cắp cắp ngồi mò hôi thấy 7 giờ không 7 mẹ chứ. Hà Nội đợt này mưa nhiều, Đồng Nai mưa to. Hello Xuân Phú. Ở bóng đen ở sau hơi chói, nó chọi xuống cái mặt ông ạ. Ủa Trang hôm năm nay khởi nghiệp hả? Trang năm nay làm cái gì đó Trang? Tao thử thử. Tắt thử thôi, tắt thử. À được rồi, không tối đâu, vậy được rồi. Để nó khỏi chói. Ok, rồi. Tắt được cái bóng đen này các bạn ạ. Đang ở trong khách sạn đây này. Không nói là khách sạn cho nó oách về thôi. Chứ đi công tác Bình cũng đâu dám ở nhà nghỉ đâu. Ai đâu ở, dám ở khách sạn đâu, Bình cũng ở nhà nghỉ à. Đó, ở nhà nghỉ cho nó tiết kiệm. Cũng giống như hôm nay này các bạn. Thời gian là vàng mà. Cho nên ý, Bình thấy ngồi không mà bây giờ ngồi giờ làm việc cũng không không có ấy lắm, mà thấy lâu lâu cũng nhớ cộng đồng anh em ở trên Facebook cho nên ngồi lại ngồi nói chuyện chứ bây giờ mà ngồi ở nhà chờ ngồi không cũng chán, mà ngồi làm việc làm từ sáng đến tối rồi cũng đuối, bây giờ làm nữa thì cũng mệt. Anh chia sẻ là được giao lưu được nói chuyện với các bạn thì có sẽ có nhiều
cái để nó chuyên hơn. Trang bảo là Trang bán đồ thời trang công sở. Thời trang công sở của em là em may hay là em may sẵn đấy bạn, hay là em may đo em ơi? Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người về xây dựng đội nhóm, mô hình kinh doanh để chúng ta làm sao đó ít phải cạnh tranh với giá, rồi một số cái công thức, một cái số cái mô hình. Xin chào bạn Phú Trung, Phú Tùng. Rồi ok, các bạn có cái gì chia sẻ tí đây chút chút nữa. Thái Bùi kinh doanh ngành làm đẹp, kinh doanh làm đẹp là kinh doanh cái gì em? Em làm thẩm mỹ viện hay bán mỹ phẩm? Em nâng ngực sửa mũi hay là skin care? Nói chung ngành làm đẹp là một trong những ngành cực kỳ hot. À, trong lúc chờ các bạn, cho mọi người lấy này, bên này cho các bạn một số lĩnh vực mà theo rất nhiều tài liệu nghiên cứu, rất nhiều cái ấy, để mình chờ bình tĩnh nha. Mình mở cho các bạn những lĩnh vực kinh doanh mà sẽ hot, không bao giờ lỗi thời trong vài chục năm tới ở Việt Nam, và nó cực kỳ này. Thứ nhất là ngành nghề liên quan đến sức khỏe, tức là mọi người thấy cuộc sống càng ngày càng cao, nhu cầu cuộc sống càng ngày càng cao, và con người của chúng ta cũng vậy. Chúng ta bây giờ không phải ăn no nữa, mà giờ phải là ăn ngon mặc đẹp, thậm chí là ăn sạch đó. Vậy thì cái ngành nghề đầu tiên mà nó sẽ cực kỳ hot trong nhiều năm tới đó là sức khỏe nha. Vậy thì các anh chị nên đừng liên quan đến các cái sản phẩm liên quan đến sức khỏe, ví dụ như là lĩnh vực y tế, dược phẩm, rồi các lĩnh vực về thực phẩm, đồ ăn, nói chúng nó phục vụ cho con người ta khỏe hơn á, thì đó là cái lĩnh vực mà sẽ cực kỳ tốt trong những năm tới, mà thị trường này nó cực kỳ xanh luôn. Đó là cái thị trường thứ nhất. Thị trường lĩnh vực thứ hai ấy, nói đến sự giàu có và thành công. Lĩnh vực này cũng là một lĩnh vực cực kỳ đang tốt. Vậy đó là lý do các bạn thấy Bình cũng thời gian gần đây đang tham gia vào lĩnh vực đào tạo. Tại vì bây giờ các bạn thấy mỗi năm lĩnh vực y tế và giáo dục của Việt Nam mình đang bị chảy cho máu chất xám, đang phải ra nước ngoài tốn cả hàng tỷ đô la để ra nước ngoài cho những dịch vụ đó, ở bên Singapore, ở bên Nhật như vậy. Vậy thì lĩnh vực về sức khỏe, tiếp theo là lĩnh vực về giáo dục ấy, là thành công và sự giàu có, sẽ là hai lĩnh vực mà cũng cực kỳ tốt. Lĩnh vực thứ hai. Lĩnh vực thứ ba là lĩnh vực công nghệ. Các mười bạn thấy không, mấy năm rồi cái phong trào về chuyển đổi số doanh nghiệp, rồi là bán hàng online, các cái nền tảng Lazada, Tiki, Shopee, Facebook, TikTok, tất cả những cái nền tảng đó đang được rất nhiều người chú ý tới, và đặc biệt cũng rất nhiều cái doanh nghiệp đang làm những cái sàn, những cái công nghệ để những cái nền tảng công nghệ để bán hàng, để tiếp cận người dùng. Tại vì công nghệ nó sẽ giúp chúng ta mở rộng thị trường, chúng ta tiếp cận được nguồn khách hàng tiềm năng mà không giới hạn. Cho nên như giống như bên đây cũng vậy, mỗi tối lên live stream cũng là để duy trì cái sự kết nối, duy trì mối quan hệ và tạo thêm những cái người bạn xung quanh mình để tạo ra một cái cộng đồng rộng lớn. Và mọi người thấy đó, chỉ có công nghệ mới giải quyết được những vấn đề đó. Dù chúng ta người ở Sài Gòn, người ở Hà Nội, người ở miền Trung, người ở Tây Nguyên, người ở miền Tây, chúng ta có thể ngồi đây nói chuyện với nhau, trao đổi với nhau. Vậy thì lĩnh vực công nghệ là lĩnh vực cực kỳ hot ở trong tương lai. Lĩnh vực thứ tư tiếp theo đó là lĩnh vực làm đẹp. Đó, khi nào chúng ta thấy không, ăn ngon mặc đẹp. Ngày xưa là ăn no mặc ấm, còn bây giờ là ăn ngon mặc đẹp. Vậy thì lĩnh vực làm đẹp, spa, mỹ phẩm này nọ cũng cực kỳ sẽ hot trong nhiều năm tới. Lĩnh vực tiếp theo là hạnh phúc. Lĩnh vực hạnh phúc nó cũng cực kỳ hot trong nhiều năm tới. Chúng ta đang lao vào một cuộc chiến, những cuộc đua về kinh tế, cuộc đua về học hành, về con cái,
và đâu đó nhiều khi chúng ta bị mất cân bằng trong cuộc sống. Và chính vì vậy chúng ta lại tìm về với hạnh phúc, thì đó là lĩnh vực tiếp theo mà cũng cực kỳ xanh trong những năm tới. Lĩnh vực tiếp theo là xây dựng các cái mối quan hệ, tức là những cái tổ chức như BNI cho các anh chị. Môi trường kinh doanh của chúng ta càng ngày phát triển, càng phát triển, các cái doanh nghiệp càng ngày càng nhiều, nhu cầu giao lưu kết nối xây dựng các cái mối quan hệ càng ngày càng nhiều. Vì như vậy, chính vì vậy các cái nền tảng như là Facebook, TikTok, Zalo này nọ, tại sao nó lại phát triển tốt như vậy? Lĩnh vực tiếp theo là tình dục học, tức là các vấn đề về nam khoa, các vấn đề về nữ giới này nọ. Các bạn thấy đó, ví dụ như tỷ lệ vô sinh bây giờ rất nhiều, ví dụ như nhu cầu làm đẹp ở những cái vùng cực kỳ nhạy cảm mà chúng ta thường không đề cập tới, thì những cái thứ đó lại đang rất phổ biến. Một người bạn của mình làm một cái lĩnh vực chuyên về làm đẹp phong cảnh cho người phụ nữ, vậy mà các bạn ạ, nó kinh khủng lắm, một thị trường cực kỳ lớn mà gần như là không ai chú ý tới. Và chúng ta cứ đi làm những việc ở đâu đâu đó, nhiều khi những cái vấn đề đó chúng ta cứ nghĩ là nói những cái vấn đề đó nhạy cảm, nói những vấn đề đó chúng ta sợ đó, vì nhạy cảm, vì nhiều người sợ, vì nhiều người ngại, không ai làm cả, thì đó là một thị trường xanh, một đại dương xanh mà không cạnh tranh. Cho nên chả có gì xấu cả, chỉ có người nghĩ nó xấu thì nó xấu, còn cái người kinh doanh, nhiệm vụ của chúng ta là tìm cho mình những cái phân khúc thị trường, những cái thị trường ngách, những cái nơi đó mà có nhiều người có nhu cầu về sản phẩm dịch vụ của chúng ta, những cái nơi đó mà nhiều người có khả năng chi trả và sẵn sàng chi trả để sử dụng sản phẩm của dịch vụ của chúng ta, thì điều đó tốt. Chúng ta cứ làm kinh doanh, miễn rằng cái việc kinh doanh đó không vi phạm pháp luật, không vi phạm đạo đức nghề nghiệp thì chúng ta cứ làm. Ok, lĩnh vực tiếp theo là lĩnh vực về phát triển bản thân. Chúng ta càng ngày yêu cầu cuộc sống càng cao, vậy thì chúng ta cũng không phải là có nhu cầu về kinh doanh, về tiền bạc nữa, mà chúng ta có nhu cầu về phát triển bản thân, phát triển nhiều lĩnh vực khác, về hạnh phúc gia đình, về kỹ năng giao tiếp, về khả năng trình bày, khả năng nói chuyện trước đám đông. Vậy thì rất nhiều như vậy chúng ta cần phải phát triển bản thân. Vì một cái xã hội bây giờ là nó phát triển liên tục, nó thay đổi liên tục. Nếu chúng ta không thay đổi thì chúng ta cũng sẽ bị tụt hậu. Chính như vậy, phát triển bản thân là một lĩnh vực tiếp theo mà sẽ rất hot, ít cạnh tranh. Không, vừa rồi bên mà sơ lược hình như có bộ năm lĩnh vực gì đó là những lĩnh vực mà có là những lĩnh vực tốt, có xu hướng tốt trong khoảng nhiều năm tới ở Việt Nam. Vậy thì từng lĩnh vực lớn này các bạn có thể chia ra như rất nhiều lĩnh vực nhỏ, rất nhiều cái ngách nhỏ, chúng ta sẽ có được một cái cơ hội kinh doanh. Rồi, cái tại sao Bình lại có những cái đó? Thứ nhất là Bình đi học, Bình học rất nhiều cái khóa học, thì hầu hết các thầy đều nói đây là những lĩnh vực tốt trong thời gian tới, vì họ có những số liệu họ thống kê. Và đâu đó các bạn lên mạng search, hoặc là những cái file Bình hay chia sẻ với mọi người cũng vậy, các cái phần hồ sơ nghiên cứu của các công ty nghiên cứu thị trường cũng rất nhiều tài liệu nói về cái vấn đề này: sức khỏe, y tế, giáo dục, đào tạo, phát triển con người, làm đẹp, công nghệ, hạnh phúc. Đó là những cái thứ mà chúng ta sẽ có rất nhiều phân khúc, rất nhiều ngách để chúng ta có thể phát triển trong thời gian tới. Những cái sản phẩm truyền thống mà phục vụ cho nhu cầu tối thiểu đơn giản của con người thì càng ngày nó càng cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt là những cái lĩnh vực mà cái nhu cầu thấp ấy, phục vụ nhu cầu thấp của con người ấy, thì các bạn thấy đó, thị trường này bây giờ nó cạnh tranh quá khốc liệt rồi. Ví dụ như những cái sản phẩm truyền thống, ví dụ như giấy chẳng hạn, ví dụ như mì tôm chẳng hạn, ví dụ như là thực phẩm đồ uống này nọ, những cái chuyện nhược đó, các bạn thấy các cái ông lớn, các cái tập đoàn đa quốc gia họ đã đi trước chúng ta rất nhiều.
và chúng ta không còn nhiều cơ hội nữa. Chúng ta sinh sau đẻ muộn, chúng ta phải sử dụng những cái gì đó nó đi vào những cái ngách. Ok ơi các bạn, cái này thì các bạn có nghe Bình đang nói không? Sao cái này thì Bình nói chẳng thấy ai hello xin chào hay là vậy vậy hay là hay hay thú vị hay là điên gì các bạn không thả, là ví dụ như ha ha thả tím hay thả giận dữ gì cũng được các bạn. Tại Bình có thì các bạn còn ngồi ở đây không? Chứ Bình không biết các bạn còn ngồi ở đây hay không. Hello các bạn có nghe rõ không? Tại vì Bình ngồi ở đây là ở khách sạn, chứ không biết wifi của nó thế nào. Ha. Các bạn đã ghi vừa rồi những cái lĩnh vực ấy chưa? Lĩnh vực kinh doanh mà Bình nói là sẽ tốt trong thời gian tới chưa? Bình đọc lại nha. Các cái lĩnh vực kinh doanh có nhiều cơ hội để phát triển và là thị trường lớn, thị trường xanh, ít cạnh tranh trong thời gian tới ở Việt Nam. Thứ nhất là sức khỏe, các cái sản phẩm liên quan đến sức khỏe. Thứ hai là các cái lĩnh vực nói đến sự giàu có và sự thành công. Thứ ba là công nghệ. Thứ tư là làm đẹp. Thứ năm là hạnh phúc gia đình. Thứ sáu là tình dục học. Thứ bảy là các xây dựng các cái mối quan hệ. Và thứ tám là phát triển bản thân. Đó là tám lĩnh vực mà các bạn nên dành nhiều thời gian nghiên cứu để chúng ta có thể kiếm cho mình một cái cơ hội để khởi nghiệp, để kinh doanh. Hoặc là các bạn đang kinh doanh mà lĩnh vực của các bạn có nhiều cái sự cạnh tranh khốc liệt quá, nó bế tắc quá, nó không có lợi nhuận, thì các bạn cũng có thể nghiên cứu để chúng ta tìm cho mình một cái lĩnh vực mới, giống kiểu các anh chị thấy. Bình cũng đã kinh doanh giấy, tại sao Bình lại làm thêm những cái lĩnh vực khác? Ví dụ nông nghiệp là tập trung vào vấn đề sức khỏe của con người, cung cấp những cái sản phẩm thực phẩm sạch, trái cây sạch, vì con người ta không ngon chú ý đến ăn nhiều nữa, không còn chú ý ăn no nữa, mà sẽ ăn nhiều à, sẽ ăn ngon ăn sạch, không đó. Ví dụ tại sao Bình lại vào lĩnh vực nước uống? Đó là lĩnh vực liên quan đến sức khỏe. Tại sao Bình lại tham gia đến lĩnh vực đào tạo và phát triển bản thân? Vì đó là lĩnh vực của xu hướng, người ta sẽ học, không? Ok, bạn Đức Hải hỏi, anh không đi chơi mà ở khách sạn live stream mà. Thời gian cũng là tiền đó các anh chị ạ. À. Cũng giống như Bình đi đây đi đó. Thay vì trong lúc người ta ngồi người ta hóng hớt, người ta làm cái này cái kia, người ta tầm ba tầm bảy, người ta tranh thủ người ta hút thuốc hay làm gì đó, thì mình tranh thủ mình viết một cái bài, mình sẽ tranh thủ mình làm một video. Mình như hôm nay đây, mình đang ngồi đây live stream để chia sẻ giá trị với những người thích theo dõi, thích đọc những bài viết của mình. Đó, có rất nhiều cách để chúng ta hưởng thụ cuộc sống. Như mình đây chia sẻ với mọi người cũng là cách để hưởng thụ cuộc sống. Thay vì đi ra ngoài thì chỉ ngồi tầm 3, tầm 7, 1, 2, 3 vô, làm mấy ly bia, thêm mệt người, chả giải quyết được vấn đề gì cả. Ngày mai chúng ta dậy nó sẽ mệt mỏi, chúng ta lại có một ngày làm việc kém hiệu quả. Và trên bàn nhau chúng ta không nói được những câu chuyện kinh doanh, chúng ta cũng chẳng có nhiều cơ hội để kết nối. Và rồi ở cái bàn nhau đó chúng ta cũng chỉ ngồi nói chuyện được vài người, nhiều lắm thì cũng em ơi anh Lý, em ơi chị Lý, dỗ anh, dỗ chị. Chúng ta cũng chỉ có kết nối được 5-7 người gì đó. Trong khi mình ngồi đây, mình có thể kết nối được với hàng trăm người, từ Bắc Trung Nam. Đó. Và hiện tại đang có 130 người ngồi đây với mình. Đấy, các anh chị theo. Chúng ta làm kinh doanh, chúng ta phải tranh thủ mọi lúc, mọi nơi. Chúng ta phải tới những chỗ khách hàng chúng ta ở, chúng ta phải tới những cái chỗ nào đó có những người bạn của chúng ta, có những người có thể giao lưu, có thể kết nối để cùng nhau chia sẻ giá trị, cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ, trao cho nhau những cái cơ hội để kinh doanh. Cũng giống như nhiều người để các cái khóa học của bên cũng vậy. Ở đó họ có những người bạn, họ giao lưu với nhau, họ giới thiệu nhau để kết nối với nhau những cái cơ hội làm ăn. Rồi thì bên này có những khách hàng, mình có rất nhiều khách hàng như vậy. Bên thì vậy có khoảng 18.000 khách hàng doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan. Ví dụ như
Có một bạn tại đó nói: anh Bình ơi, em đang muốn vào cái công ty này, em đang muốn vào tòa nhà này, bệnh viện này. Thế là anh có quen ở chỗ đó, mới nói ui chỗ đó để tuần sau tao dắt mày tới đó gặp chị đó, đúng người mày cần. Thế là các bạn thấy không, có một cơ hội để kinh doanh dễ gì để chúng ta có một cơ hội như vậy. Tại vì những cái mối quan hệ đó mình đã thiết lập 3 năm, 5 năm, 7 năm, thậm chí là 10 năm qua. Có những khách hàng đã gắn bó thế gì vậy từ những năm 2009 cho tới giờ, họ vẫn cứ chung tay với thầy giấy và thầy giấy phục vụ họ. Thì bây giờ ấy, mình nói họ một câu là họ có thể giúp đỡ, vậy thì chúng ta đã làm kinh doanh thì phải tận dụng mọi cơ hội để chúng ta nói về mình, tận dụng vào mọi cơ hội để chúng ta kinh doanh, tận dụng mọi cơ hội để chúng ta nói cho người khác biết chúng ta đang kinh doanh gì, chúng ta cần giúp đỡ gì, chúng ta muốn kết nối ai, khách hàng mục tiêu của chúng ta là ai, sản phẩm của ta chúng ta mang lại giá trị gì cho khách hàng. Thay vì ra ngồi quán cà phê hai đứa khỏe không may rồi gì đó, đang làm gì đó rồi ngồi cầm điện thoại, hai đứa ngồi đối diện cầm cái điện thoại chả để làm gì cả. Các bạn có thể tập viết bài, các bạn có thể quay video, các bạn có thể lên lại Facebook live stream. Đó là cách các bạn đứng ra giữa thiên hạ. Nhiều người đâu đó các bạn thử nghĩ mà coi, nhiều khi các bạn không dám tự mình giơ cái mặt ra để quay phim, thậm chí có nhiều người quay xong rồi nhưng không dám xem lại, hoặc là có nhiều người quay xong rồi xem rồi nhưng không dám bỏ lên Facebook. Các bạn đã bao giờ gặp như vậy chứ các bạn? Mình đã từng như vậy rất nhiều. Nhưng mà các bạn thấy đó, bây giờ mình ngồi đâu mình có thể live stream được, ngồi đâu mình có thể quay video được, ngồi đâu mình có thể viết bài được. Chúng ta phải luyện, luyện quá đi, luyện lại, luyện tới luyện lui, luyện rất nhiều và trở thành một cái thói quen. Từ từ rồi chúng ta sẽ trở thành một thói quen. Ví dụ như các bạn thấy đây, đây là cách mình đi gấp đôi người ta. Đó, các bạn nhìn thấy đây. Ví dụ nha, mình đề bộ cho các bạn để làm sao để mình làm việc một cách tối ưu nha. Tên cái điện thoại của mình ở đây, trước mặt mình đây. Chỉ cần mình bật điện thoại lên, Samsung Note, bật Samsung Note lên. Và ngồi trước mặt để làm nói chuyện, để cái điện thoại trước mặt đây. Các bạn thấy cái điện thoại của mình không? Rồi nha, bây giờ mình demo cho các bạn nha. Mình làm một cái video nha. Vậy đặt video đó quay, bên cạnh là một cái điện thoại và để chế độ note vào. Rồi mình bắt đầu nha. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn 5 bước lập kế hoạch kinh doanh. Chúng ta thường làm kinh doanh nhưng chúng ta không biết lập kế hoạch. Và có một câu nói rằng nếu chúng ta không lập kế hoạch thì chúng ta hãy chuẩn bị cho thất bại, hay là cách khác, không có sự chuẩn bị thì hãy chuẩn bị cho thất bại. 5 bước lập kế hoạch kinh doanh để chúng ta có một lộ trình đi đúng, đi nhanh, đi chuẩn và đội nhóm của chúng ta có thể làm được mọi việc. Chúng ta không cần phải tách nghe nhiều. Bước thứ nhất, nghiên cứu thị trường. Chúng ta đánh giá thử thị trường đang phát triển như thế nào, thị trường đang có xu hướng như thế nào, thị trường năm tới sẽ tăng trưởng tự nhiên thế nào, có những khó khăn, có những thuận lợi gì. Bước thứ hai, nghiên cứu đối thủ. Chúng ta xem đối thủ chính của chúng ta là ai, có những đối thủ chính nào. Chúng ta liệt kê khoảng đến 3 đến 5 đối thủ chính. Chúng ta có một vài đối thủ đang đi trước chúng ta, có một vài đối thủ đang đi sau đi chúng ta. Vậy chúng ta đặt ra những câu hỏi, làm thế nào để chúng ta vượt qua đối thủ cạnh tranh đang đi trước chúng ta, và làm thế nào để chúng ta cắt đuôi những ông đang đi theo chúng ta. Bước thứ ba là chúng ta phân công nhiệm vụ, ai sẽ làm gì, việc gì, ở đâu, khi nào. Bước thứ tư, phân bổ nguồn lực. Chúng ta có những nguồn lực gì? Nguồn lực về con người, nguồn lực về tài chính, nguồn lực về hệ thống,
nguồn lực về các băng phát minh sáng chế. Dạ. Nguồn lực thuộc loại tài sản đó là máy móc, nhà cửa, thiết bị. Vậy thì những nguồn lực đó chúng ta phân bổ vào hạng mục nào, như thế nào, sử dụng ra sao, có cách nào để tối ưu những nguồn lực không, những nguồn lực nào đang bị lãng phí, những nguồn lực nào chưa được tối ưu. Và bước thứ năm, bước cuối cùng là kế hoạch hành động. Kế hoạch hành động chi tiết của chúng ta như thế nào, ai sẽ làm vị trí gì, làm vào thời điểm nào, chúng ta sẽ tập trung vào phân khúc khách hàng nào trước, phân khúc khách hàng nào sau, tập trung vào việc gì trước, việc gì sau. Giống như chúng ta thường xem phim hình sự đó các bạn, họ sẽ bàn tất cả các kế hoạch hành động, kế hoạch 1, kế hoạch 2. Khi ra ngoài chiến trường, họ nói tất cả vào vị trí, tất cả chuẩn bị phương án 1. Sau đó họ nói rằng đối tượng đã di chuyển, tất cả triển khai phương án 2. Vậy các bạn thấy không? Đó là một sự chuẩn bị chu đáo để chúng ta có thể lập một mình một cái kinh doanh. Còn nếu không, chúng ta không thể ra ngoài rồi đó, anh ơi, phương án 2 là 6 nhỉ, thì lúc đó đối thủ cạnh tranh nó đi mất rồi các bạn ạ. Nó chạy xa rồi và địch nó cũng đi rồi. Vậy thì chúng ta hãy có một cái sự chuẩn bị, lập kế hoạch kinh doanh. Nên nhớ, làm cái gì thì làm, hãy có khát vọng lớn, tầm nhìn xa và làm xuất sắc từng việc nhỏ. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy đăng ký kênh của mình để xem những video tiếp theo. Bye bye. Đó là một ví dụ các bạn. Bình đang live stream với các bạn và bình đã có một video và các bạn nhìn trên màn hình đây. Bình cũng đã có một bài viết. Các bạn thấy chưa? Camera đâu này, nó chói quá, chờ xíu nha. Các bạn chờ mình xíu để mình lấy làm sao để cái camera nó phải nhìn được cái máy ảnh của mình. À đây rồi. Rồi, ok. Cứ lắc. Rồi, đây các bạn. Một cái bài viết này các bạn thấy không? ChatGPT đấy. Cũng nó khóa màn hình mất rồi. Hay không các bạn? Đó là cách mình sản xuất nội dung này các bạn. Đây. Đó. Đó, thấy không? Bây giờ chỉ copy gửi nó qua Zalo, copy nó vào file Word, ngồi sửa câu chữ đó các bạn thấy không, chấm phẩy xuống dòng lên xuống và chúng ta đã có một bài viết. Vậy thì cùng một thời gian mình đã gặp đôi người khác, các bạn ngồi gõ 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 đến khi nào cho gõ được một cái bài viết, trong khi 5 phút mình đã có một video và mình đã có một bài viết. Và bài viết này thậm chí mình bỏ một cái máy ghi âm bên cạnh nữa, là mình đã có một cái file MP3 để bỏ lên các cái nền tảng Spotify, radio, podcast. Màn hơi yếu à. Đây cũng phải màn nhà mình ở khách sạn, nó chỉ có một cái duy nhất ấy. Vậy các bạn thấy không? Chúng ta ăn nhau là ở chỗ đó. Ngồi quán nhau 1, 2, 3 vô để làm cái gì? Nó chẳng có giá trị kinh tế gì cả. Có nhiều người đó, các bạn thấy không? Các bạn thấy đã lên lâm được bí kiếp chưa? Cùng một lúc chúng ta sản xuất được rất nhiều nội dung. Đặt một cái máy ghi âm bên cạnh, chúng ta đã có file ghi âm MP3. Đặt cái điện thoại trước mặt, bật cái Samsung nó lên, bật cái chế độ nói lên vào, chúng ta đã có một cái bài test. Và đặt cái camera trước mặt, chúng ta đã có một cái video. Vậy thì cùng một khoảng thời gian đó, chúng ta đã làm được ít nhất là 3 việc. Còn thằng đối thủ cạnh tranh của chúng ta, những cái thằng khác, nó đang ngồi 1, 2, 3 ở ngoài quán cà phê, nó đang giấu với nhau những cái tầm 3, tầm 7, nó
chúng nó trước nó ở ngoài căn cà phê, chúng ta đã đi xa với nó rồi, chúng ta đã làm được rất nhiều việc rồi. Vậy thì chúng ta hãy trì hoãn những cái sự sung sướng ở trước mắt để làm. Phần mềm nào để copy được văn bản như vậy? Đó, các bạn cứ xài iPhone cho sang chảnh làm gì? Mình xài Samsung nè, bật Samsung nó lên, bật bàn phím lên. Để mình kẻ sát cái camera để các bạn thấy có cái mic ở đây này. Đó. Đây này các bạn, đây. Thấy có cái biểu tượng cái micro ở bên bên phải không? Bên có phải màn hình không? Đó. Bấm vào cái micro đó và nói này, để mình thấy cho các bạn xem luôn này. Bấm vào cái micro rồi, đó. Từ từ nha, để mình dịch chuyển sao cho nó chuẩn đã. Rồi các bạn có thấy chữ đang nhảy ở trên màn hình không? Thấy cái bàn phím của mình nó đang có chữ là đáng nghe không? Đó, dòng chữ nó liên tục nhảy, liên tục nhảy đó, các bạn thấy không? Đó, thấy không? Tuyệt vời không các bạn? Trời ơi! Thời buổi công nghệ chúng ta phải làm được những việc như vậy. Và đó là cách chúng ta đi trước đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Đối thủ cạnh tranh của chúng ta nó tuyển một đống về, nó ngồi nó bảo viết content. Thế là bảo viết, sao mà viết, biết cái gì đâu mà viết. Đó, nó viết không được và nó không viết được đâu. Rồi các bạn cũng thuê những cái người này người kia, thuê những đôi biệt đôi viết content ở ngoài á, nó có hiểu gì công ty chúng ta đâu mà viết. Vậy á các bạn, mình ngồi mình quay quay video, mình đặt đó vậy, mình copy thả qua cái Zalo cho team của mình, rồi bọn em biên tập lại đi, chấm phẩy câu từ cho nó xong. Mấy nó xong tuyệt vời không bạn? Tuyệt vời thì tăng sáo đi các bạn. Trời ơi, tăng sáo đi nào. Facebook bây giờ có chương trình tăng sáo đi, tăng 5 sáo 10 sáo gì đó đi. Đó, một bí kíp đó, buổi chiều nay để các bạn tăng công suất của mình lên x3 x5 lần. Và đối thủ cạnh tranh của các bạn nó cực kỳ bất hạnh vì nó xem cái live này của mình, đúng không các bạn? Nó đang 1 2 3 vô ngoài quán nhau cái kia, 1 2 3 ngoài quán bia cái kia. Đối thủ của mình cũng vậy, những thằng khác đang ngồi 1 2 3 ngoài kia, trong khi giờ này mình có thể đi vào phố, mình đi dạo mới qua cho con của mình, thì giờ đây ngồi để tìm chia sẻ với các bạn những cái thủ thuật, những cái tuyệt chiêu, những cái mình đang làm, những cái thứ đơn giản này có nhiều người sẽ không biết đâu. Còn những thứ đơn giản này chúng ta cứ nghĩ những thứ cao siêu, các bạn nghĩ đi. Đây, để mình copy cái này mình gửi qua phải gọi thử là nó được bao nhiêu trang nhá. Các bạn chờ mình một tí nha, chọn tất cả sao chép rồi. Đây. Rồi, để mình copy vào phải gọi thử nó được bao nhiêu trang. Để mình cho các bạn xem luôn. Các bạn chờ bên xíu. Mình copy qua để mình cho các bạn thấy thử là hiệu suất như thế nào. Rồi, đây. Mình để phông chữ 13 Times New Roman, khoảng cách hàng là 1.5. Và các bạn thấy đây, mình sẽ chia sẻ, mình sẽ cho các bạn xem. À, làm sao để xem ta? Chiếu đó. Được 2 trang, sang trang thứ ba được 2 dòng các bạn ạ. À, vậy thì nếu chúng ta ngồi mà gõ khi nào cho được 2 trang giấy như vậy, và ý tưởng
Rồi vốn tư của chúng ta ở đâu mà có? Trong khi Bình chỉ cần nói khoảng 7, 5 đến 10 phút, Bình đã có hơn 200 giấy. Và bây giờ Bình chỉ cần quăng cho đội ngũ của Bình: ê mày, biên tập lại đi, dấu cấm, dấu phẩy, lên hàng, xuống hàng, rồi sửa những cái từ mà lúc tao nói hơi ngọng ngọng, nó hiểu sai, nó đọc sai. Đó. Vậy thì các bạn thấy không? Tuyệt vời không? Người thành công là như vậy. Ok. Rồi đó là bí kíp thứ nhất. Sử dụng những cái thứ xung quanh chúng ta, những thứ chúng ta có sẵn để chúng ta có thể áp dụng vào công việc của chúng ta. Có bạn hỏi tăng sáu sáu gì bấm vào bạn Văn Huynh, Hoàng Văn Huynh, bạn bấm vào bình luận đó, nó có cái chỗ mà bấm ủng hộ sáu đó, nó có cả cái nút icon đó, nó có cái ủng hộ sáu đó đó, và nó tăng sáu đi bạn, hãy thì tăng sáu đi các bạn, hãy thì thả lái thả tím cho mình tí đi, để mình còn biết các bạn đang chơi, các bạn đang ngồi ở đó. Thật sự các bạn à, khi mình chia sẻ cũng vậy, ngồi ở đây hay là ở đâu cũng vậy, nếu như mình chia sẻ ấy mà các bạn không không có cái đồng tình gì á, giống kiểu mình đang nói ấy, giống kiểu các bạn có cảm giác thế này này, các bạn thử đi về nói với đồng nghiệp của mình, cấp trên hay sếp của mình hay những người nhà của mình thôi, anh nói đi em đang nghe, anh nói đi em đang nghe, em đang nghe mà anh nói đi đó, cứ ngồi khoanh tay như vậy thì thật sự là nó rất khó đó. Cho nên cái sự ủng hộ, cái sự tương tác của các bạn sẽ giúp mình có thêm nhiều cái ý tưởng để chia sẻ với các bạn, rất tuyệt vời. Cho nên tăng sao, thả tim, thả lái, thả giận dữ cũng được, không sao. Ui, bạn Nguyễn Văn Huy bảo đang nằm viện mà cũng xem lái, cảm ơn bạn nha, chúc bạn Huy mau khỏe để về nhà nha. Rồi rồi vậy á, các bạn thấy rồi, ý tưởng à, cái thứ hai mình chia sẻ với các bạn, đơn giản hóa mọi thứ. Cái này có thể có một vài bạn nghe rồi, có vài bạn chưa nghe. Vậy thì đơn giản hóa mọi thứ là gì? A cùng x bằng b. Mình hay nói từ lớp 1 đến lớp 12 chúng ta chỉ học một công thức này thôi, a cộng x bằng b. Chúng ta học rất nhiều, chúng ta học đạo hàm, chúng ta học lý thừa, chúng ta học nào là căn bậc hai, căn bậc ba, căn bậc mấy đó, chúng ta học liêm cốt tang đi đủ thứ, nhưng chúng ta có sử dụng không? Không, không hề, chúng ta gần như không sử dụng gì trong cuộc sống của chúng ta cả. Cho nên ấy, a cộng x bằng b, vậy các bạn thấy nếu a là sự kiện, x là phản ứng của chúng ta và b là kết quả, thì sự kiện còn phản ứng bằng kết quả, vậy x bằng b trừ a, tức là x bằng b trừ a, mình gõ vào cho các bạn dễ hả, cái này đi học mình nhớ ghi trên bảng, x bằng b trừ a tức là phản ứng bằng kết quả trừ sự kiện, phản ứng bằng kết quả trừ sự kiện. Vậy các bạn thấy này, sự kiện hôm nay ở miền Trung nặng 40 độ, sự kiện hôm nay ở Hà Nội mưa, sự kiện hôm qua ở trên Đà Lạt mưa xối xả, sự kiện hôm nay người yêu cũ chúng ta đi lấy vợ lấy chồng, sự kiện ra đường thường kẹt xe, sự kiện ra đường cảnh sát giao thông lúc nào cũng đứng ở ngoài, những cái sự kiện như vậy chúng ta không thay đổi được, sự kiện Covid-19, sự kiện đang khủng hoảng kinh tế chúng ta cũng không thay đổi được. Cái gì nó hiển thị lên trên màn hình của mình là mở tiệc sao nào chấm than 10% là sao các bạn, hình như đang có buffet tiệc sao, nó thấy các bạn thả sao như quá, các bạn thả sao đi cho nó lấy cho nó máu. Rồi vậy thì các bạn thấy á, cứ như vậy sự kiện bên ngoài chúng ta không thay đổi được, tức là nếu trong toán học sự kiện là hằng số, vậy thì bây giờ phản ứng của chúng ta bằng kết quả chúng ta nhận được, bây giờ phản ứng bằng kết quả, các bạn thấy một ví dụ đơn giản này, bây giờ nếu như chúng ta ra đường chúng ta chạy xe và đang chạy xe như vậy, đang chạy xe như vậy tới cái đoạn đèn xanh đèn đỏ nó kẹt xe, thế là có một người đi sau xe của chúng ta,
cứ hút vào đít xe của chúng ta, cứ hút vào đít xe của chúng ta, cứ vậy cứ vậy. Nếu chúng ta phản ứng bằng cách quay lại nói đuối à, mắt để đi đâu đấy, chạy xe kiểu gì thế mẹ mày, thì kết quả chúng ta nhận được là có thể thằng đó nó cũng ném vào mặt chúng ta những cái câu còn thổi hơn như vậy nữa, những cái câu còn bẩn hơn như vậy nữa. Đó là nhẹ nhất. Nếu nặng hơn nữa, nó rút nón bảo hiểm nó đánh cho chúng ta sưng đau bể mẻ trán. Nếu nặng hơn nữa, hai thằng lao vào nhau và cùng nhau đi nằm viện. Và nếu nặng hơn nữa, có thể án mạng xảy ra. Các bạn thấy đó, các bạn đọc trên mạng đi mà coi, hàng ngày cũng có những câu chuyện đó, án mạng vì tai nạn giao thông, chết người vì tai nạn giao thông. Vậy thì các bạn mới thấy có rất nhiều điều xảy ra như vậy. Ngược lại, nếu chúng ta quay lại phản ứng với họ này, dạ em xin lỗi anh thông cảm ạ, em xin lỗi anh thông cảm nhé, đường kẹt xe quá, đường vội quá anh ơi, em xin lỗi anh. Ồ là trời, con nhà ai vậy, mình đụng vào thì xe nó, mình hút vào thì xe nó, mình không xin lỗi nó một câu mà nó quay lại nó xin lỗi, nó cười, nó mỉm cười với chúng ta. Vậy thì các bà mới thấy đó là điều tuyệt vời, nó sẽ xảy đến với chúng ta. Vậy thì hôm đó nếu như các bạn phản ứng theo trường hợp thứ nhất, lên công ty gặp sếp thì cản sếp, gặp đồng nghiệp đợt đồng nghiệp, về nhà gặp vợ chồng sới luôn cả vợ chồng, gặp con sới tài luôn cả con. Vậy thì các bạn thấy, và bắt đầu các bạn biết không biết hôm nay là cái ngày gì. Ngược lại các bạn phản ứng theo cách thứ hai thì á, các bạn thấy không, vừa đi vừa hít sáo, lại vừa đi vừa cười, đi rất thoải mái. Lên công ty gặp ai cũng hỏi, gặp ai cũng chào, gặp khách hàng nào cũng chốt, gặp khách hàng nào cũng ký hợp đồng, cứ như vậy cứ như vậy. Các bạn thấy không, công việc thuận lợi. Rồi bắt đầu không biết hôm nay chúng ta ra đường bước chân phải trước hay chân trái trước đây, nhưng thực chất đó là do phản ứng của chúng ta. Chúng ta phản ứng tích cực thì chúng ta nhận được một kết quả tích cực, chúng ta phản ứng tiêu cực thì chúng ta nhận được kết quả tiêu cực. Vậy người thành công là người bị những vấn đề cực kỳ phức tạp trở thành những vấn đề cực kỳ đơn giản, kẻ thất bại là những thằng bị những vấn đề cực kỳ đơn giản trở thành những vấn đề cực kỳ rồi rắm. Ok không các bạn? Các bạn đang còn nghe không? Mà có lạ không các bạn? Các bạn thả tim đi, các bạn comment đi, các bạn thả ha ha cũng được, các bạn tăng sao đi. Đó. Rồi. Vậy một ví dụ nữa này các bạn. Nếu như ai đó đã từng xem bộ phim Trân Châu Cả thì các bạn sẽ thấy bài học về sự đơn giản. Vào một ngày đẹp trời thì bất ngờ Nhật cho quân ném bom vào Trân Châu Cả, à vào đảo đảo Hawaii của Nhật, của Mỹ, xin lỗi các bạn. Nhật cho tấn công vào đảo Hawaii của Mỹ. Vậy thì lúc đó tổng thống Mỹ hình như là Kennedy hoặc là Johnson gì đó, mình không nhớ chính xác, mới nói thế này: thù nói không trả, tao thề không làm người. Vậy lúc đó ông triệu tập tất cả các sĩ quan quân đội cao cấp để nói về cái câu chuyện báo thù, nhưng mà hàng trăm hàng trăm hàng trăm người ngồi với nhau họ không ra kết quả. Và đúng một ngày đẹp trời, một anh linh tốt nói rằng tôi có thể làm được. Đó. Họ, những sĩ quan cao cấp trước đó nói sếp ơi không làm được đâu, không làm được đâu, tại vì thằng Nhật nó chơi được với chúng ta, nó đánh chúng ta quả đó được là vì nó âm thầm, nó điều tàu, nó điều máy bay tới gần chúng ta rồi nó cập vào lúc chúng ta không cảnh giác. Còn bây giờ thì họ đã cảnh giác chúng ta rồi, chúng ta không thể nào, máy bay bay xa nhất của chúng ta bây giờ cũng chưa tới cái điểm gần nhất của họ là Trân Châu Cả, cho nên không thể nào. Vậy thì một anh, sau đó một sĩ quan binh nhì nào đó thôi, bình thường, anh là thế này, tôi sẽ có cách. Bây giờ
tất cả những cái bộ phận, những cái dụng cụ gì ở trên máy bay mà không phục vụ cho việc bay, cho việc ném bom thì chúng ta tháo bỏ hết đi để cho máy bay nó nhẹ, để cho nó cất cánh dễ hơn, để cho nó tiết kiệm nhiên liệu, và lúc đó đường băng cũng cắt ngắn từ 1.500 mét xuống còn có 500 mét, vậy là cất cánh và bay được. Vậy thì các bạn thấy không, và Mỹ đã trả thù được Nhật một cách ngọt ngào. Vậy thì đơn giản hóa, cắt gọn nó đi, suy nghĩ tích cực, chúng ta sẽ làm được những điều tuyệt vời, được không các bạn? Are you ok? Hình như không còn ai nghe nữa thì sao ấy. Các bạn comment cái đấy. Bạn Lưu Tuấn, anh Bình có nghĩ giá bất động sản ảnh hưởng tới tư duy của giới trẻ không? Lát nữa Bình sẽ nói đến cái vấn đề này. Nó chẳng liên quan gì cả. Tư duy là tư duy, giá bất động sản là bất động sản. Tư duy nó nằm ở cái suy nghĩ của chúng ta, nằm ở nhận thức, nằm ở chúng ta suy nghĩ tích cực thì là tích cực, suy nghĩ tiêu cực thì là tiêu cực. Rồi. Vậy thì các bạn thấy đây. Nói về suy nghĩ tích cực và tiêu cực. Thế nào giờ chúng ta đang nói. Cùng hôm nay chúng ta mình vừa đi làm tờ khai thuế thu nhập cá nhân về. Ví dụ như vậy, mình gặp một người bạn, mình sẽ nói họ như thế này. Mẹ nó chứ, thuế với chẳng má. Được mấy đồng bạc, nó đe ra nó đặt tính đồng thuế. Ngược lại. Có người sẽ nói, tao vừa mới được đi nộp thuế về mày à. Vậy đó là hai người cũng là đi nộp thuế thu nhập cá nhân cả. Những người thứ nhất trở nên cảm thấy cay cú, cảm thấy bức xúc vì phải đóng thuế. Vậy thì người bạn đó của các bạn cũng vậy, bắt đầu cũng nhảy vào nói, đúng vậy tao cũng điên lắm, tao cũng phải nộp mới nộp thuế. Điên tiết lên được. Vậy là hai đứa mới rủ nhau đi lập hội, là hội những người anti nộp thuế thu nhập cá nhân, hoặc là hội những người tức tội nộp thuế thu nhập cá nhân, ví dụ như vậy. Còn trường hợp thứ hai, người thứ hai nói, tao mới được nộp thuế, vui lắm mày à, nộp thuế là hạnh phúc, nộp thuế là đóng góp cho quê hương, cho đất nước, nộp thuế là giúp để xây dựng đất nước của chúng ta giàu mạnh hơn. Vậy cái người thứ nhất họ sẽ luôn luôn cảm thấy ấm ức, bực tức, tăm tối, nhìn đời bằng màu đen, nhìn đời mình là nạn nhân của mọi thứ. Người thứ hai họ nhìn thấy tương lai phía trước cực kỳ rộng mở. Vậy thì các bạn thấy đâu, do chúng ta suy nghĩ thôi. Vậy thì bây giờ hỏi các bạn ở đây, nếu các bạn được lựa chọn giữa phương án một, một cái thu nhập không phải nộp thuế, và phương án hai thu nhập phải nộp thuế, các bạn sẽ chọn phương án nào? Các bạn comment cho mình cái một hay hai. Ok, các bạn comment rồi mình sẽ nói tiếp về cái tư duy tích cực, về cái tư suy nghĩ đơn giản A cộng X bằng B. Rồi, mình sẽ lấy cho các bạn tiếp. Comment đi các bạn. Một, một, một. Một, nếu phương án một là một thu nhập không phải nộp thuế, phương án hai là thu nhập có nộp thuế, phải nộp thuế nhé. Phương án một là thu nhập không phải nộp thuế, và phương án hai là thu nhập phải nộp thuế. Rồi, để coi các bạn comment như thế nào. Một, hai, đang khá khá nhau. Các bạn comment đi. Comment để mình nói cho các bạn này. Một là thu nhập không phải nộp thuế, hai là thu nhập phải nộp thuế. Đa số chọn hai, các bạn thấy không? Vậy thì á, cuộc sống của chúng ta là tất cả những gì diễn ra trong cuộc sống của chúng ta là do chúng ta lựa chọn, do chúng ta phản ứng với nó.
Tại vì những cái gì diễn ra xảy ra với cuộc sống của chúng ta 90% là do chúng ta phản ứng với nó, còn 10% còn lại là những điều bên ngoài nó xảy ra, nó tác động vào chúng ta thôi. Vậy những người đang chọn cái cách thứ nhất, các bạn phải xem lại mình. Ví dụ bây giờ cái mức thu nhập của chúng ta là 20 triệu là phải chúng ta phải nộp thuế. Vậy bây giờ nếu cái mức thu nhập không phải nộp thuế là 15 triệu, nếu các bạn chọn cái mức thu nhập 15 triệu thì các bạn mãi mãi làm những công việc thấp, những công việc có thu nhập thấp, những công việc các bạn không nghĩ mình sẽ làm để có thu nhập cao 20 triệu, 50 triệu, 100 triệu, 200 triệu, 2 tỷ. Vì các bạn sợ nộp thuế. Ngược lại, những người đó, người khác này, họ cũng làm một cái công việc có thu nhập 20 triệu, nhưng họ đóng thuế mất 5 triệu, cũng còn 15 triệu. Nhưng vậy thì các bạn thấy không? Họ cảm thấy thật tự hào với bản thân mình, họ cảm thấy mình thật là tuyệt vời, họ cảm thấy mình thật là giỏi, mình đã làm được một công việc có thu nhập 20 triệu, mình đóng thuế 5 triệu chẳng sao cả. 5 triệu là đóng góp để xây dựng đất nước, đóng góp là để kiến tạo cộng đồng. Và ngày mai mình lại có thu nhập 30 triệu, 50 triệu, mình đóng thuế 10 triệu cũng chẳng sao cả. Cứ như vậy, yếu tiền thì tiền sẽ đến với chúng ta. Còn các bạn không yếu tiền, tiền sẽ không đến với chúng ta. Đó, vậy thì chúng ta phải thật sự yếu tiền. Chúng ta phải cho cái thu nhập cao thì chúng ta mới cố gắng, chúng ta mới phấn đấu, chúng ta mới chiến đấu, chúng ta mới lao động với một cái sự hăng say, với toàn bộ tâm huyết, đắm đuối với công việc, chúng ta mới phát triển được tư duy, phát triển được công việc, phát triển được nghề nghiệp và gia tăng được thu nhập các bạn ạ. Còn nếu các bạn lựa chọn cái thu nhập thấp thì các bạn mãi mãi chỉ có thu nhập thấp thôi, tại vì các bạn sẽ làm việc kiểu thôi trả sao làm việc vậy, tiền nào thì của đó, trả vậy chỉ có làm việc vậy thôi. Nhưng mà nếu các bạn chọn cái mức thu nhập cao, chính tôi là người trả thu nhập cho tôi, chính tôi là người trả lương cho tôi làm việc bất chấp nỗi sợ hãi, tôi làm việc bất chấp mọi rào cản, tôi làm việc vì đam mê, tôi làm việc vì cuộc sống của tôi làm việc để tôi có thu nhập cao hơn. Trả đóng thuế đó là việc đương nhiên, đóng thuế đó là việc bình thường, đóng thuế đó là niềm vui của tôi. Vậy thì đằng nào chúng ta cũng lựa chọn. Tại sao chúng ta không lựa chọn một cuộc sống vĩ đại, chúng ta không chọn một cuộc sống vĩ thường, mà chúng ta lựa chọn một cuộc sống tầm thường, đúng không các bạn? Vậy thì Bình khuyên các bạn hãy chọn hai đi các bạn, chọn hai hay chọn một các bạn comment đi. Hãy nếu là Bình luôn luôn chọn hai, đó là thu nhập phải đóng thuế. Mình không bao giờ mình chọn cái thu nhập không phải nộp thuế. Cho nên đó là lý do tại sao Bình ra trường đi làm việc hồi cao đẳng ấy, Bình tốt nghiệp cao đẳng năm 2007 và Bình năm 2008 Bình đi làm. Năm 2008 Bình đã được đóng thuế thu nhập cá nhân. Đơn giản như vậy thôi các bạn ạ. À. Và Bình cảm thấy tự hào về cái đó. Bình cảm thấy mình lọt vào top những người có thu nhập cao. Thu nhập cao mới được đóng thuế các bạn ạ. À. Chứ không phải là bị đóng thuế đâu mà được đóng thuế. Chúng ta hãy thay đổi góc nhìn như vậy, thay đổi quan điểm chúng ta như vậy, chúng ta được đóng thuế. Và mỗi ngày các bạn như vậy, mỗi ngày các bạn như vậy, cứ mở mắt ra, mở mắt mà sáng sớm bước ra khỏi nhà, hôm nay chúng ta sẽ làm việc để được đóng thuế, hôm nay chúng ta làm việc để được đóng thuế, hôm nay tôi sẽ có thu nhập để được đóng thuế, hôm nay tôi sẽ có thu nhập cao để được đóng thuế. Vậy thì kiểu gì chúng ta cũng làm việc, làm hăng say, làm lăn xả, làm không biết mệt là gì đó. Còn nếu ngày hôm nay bước cửa ra khỏi nhà, làm sao để không phải đóng thuế, làm nhiều làm ít thôi, làm nhiều rồi thuế cũng ăn hết đó. Thì các bạn thấy không, chúng ta còn sức đâu mà làm, còn năng lượng đâu mà chiến đấu, uể oải mệt mỏi bạc nhược, làm sao mà làm việc. Vậy thì đóng thuế là niềm vui đó các bạn ạ, đóng thuế là vinh dự đó các bạn ạ. Nên từ năm 2008, năm 2 sau khi
năm đầu mới tốt nghiệp đại học đó. Ôi chào anh Việt, anh Trần Bằng Việt. Anh Trần Bằng Việt là một chuyên gia về tư vấn chiến lược tại cấu trúc doanh nghiệp các bạn ạ. Đó, một người rất có tiếng trong giới doanh nhân, giới chuyên gia. Anh Việt mà cũng vào xem live của em, vinh dự quá, cảm ơn anh, tuyệt vời quá. Đó, vậy thì các bạn thấy không? Cuộc sống của chúng ta là do chúng ta lựa chọn. Rồi một câu chuyện nữa để chúng ta thấy sự lựa chọn của chúng ta, phản ứng của chúng ta như thế nào nhé. Câu chuyện này trên mạng đây, có người đã đọc, có người chưa đọc, có người đọc rồi nhưng không có bài học cho mình. Câu chuyện ba người thợ xây, có ba người cùng làm công việc thợ hồ, và giữa lúc trưa nắng thì có một thầy giáo cũng ở gần trường đó, gần công trình đó, thầy mới bước tới. Thầy hỏi anh thợ xây thứ nhất này, anh thợ xây anh đang làm gì đó? Người thợ xây thứ nhất trả lời rằng ông bị đuối à, không thấy à, tôi đang làm công việc sở khổ sai để kiếm tiền để kiếm sống mỗi ngày, cút đi chỗ khác cho tôi làm việc. Người thứ hai, à người thầy giáo bước tới hỏi người thợ xây thứ hai, này anh thợ, này chào anh đang làm việc gì đó? Người thợ xây thứ hai trả lời tôi đang làm thợ hồ, tôi đang làm công việc để có thu nhập để nuôi sống bản thân tôi và gia đình tôi. Và người thầy giáo lại tạm biệt anh người thợ xây thứ hai và bước tới anh thợ xây thứ ba. Thầy giáo hỏi này anh ơi, anh đang làm gì đó? Người thợ xây thứ ba trả lời rằng tôi đang xây một cái công trình trường học thật là tuyệt vời. Nơi đây là nơi đào tạo, ươm mầm, nuôi dạy, tạo ra hàng trăm, hàng nghìn và hàng triệu tài năng cho tương lai của đất nước. Họ sẽ giúp đất nước Việt Nam chúng ta ngày càng giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ từng mơ ước. Và kết quả là 5 năm sau, người thợ xây thứ nhất vẫn đang làm công việc sở khổ sai như anh ta nói để kiếm từng đồng bạc. Người thứ hai bây giờ đã trở thành một kiến trúc sư, và người thứ ba bây giờ đã trở thành ông chủ của một cái doanh nghiệp xây dựng dựng tầm cỡ quốc gia. Vậy thì mới thấy cái tư duy của chúng ta, cái góc nhìn của chúng ta nó quyết định tương lai của chúng ta. Đáng nào chúng ta cũng làm một việc, tại sao chúng ta không làm nó với cái tâm thế vui vẻ, hạnh phúc? Chúng ta tại sao không làm với cái một cái sự nhiệt tình, làm với cái tâm, làm hết khả năng của chúng ta, làm trọn vẹn đam mê của chúng ta, mà chúng ta lại làm với cái thái độ hằn học, khó chịu, bực tức? Tương lai của chúng ta là do chúng ta quyết định, tương lai của chúng ta là do chúng ta lựa chọn, chẳng có số phận đâu cả, chẳng có số nào cả. Các bạn đừng có tin thầy bói. Thầy bói nói số của con là số hưởng, rồi từ nhỏ đến lớn chả học hành, chả lao động, chẳng phát triển gì cả, rồi cứ ngồi đó tin vào số phận, mình số hưởng mà. Thế là một ngày đẹp trời, có ba anh mặc đồng phục vào hỏi anh ơi, có cái xe này êm lắm, anh có đi theo chúng tôi không? Tới đó có nhà cao cửa rộng, cực kỳ kiên cố, nhà này xây tường 40 lần, và anh chỉ ngồi đó chờ thôi, đến bữa có người cơm bưng nước rót. Đó là số hưởng đó các bạn. Vậy chúng ta có muốn hưởng như vậy không? Chúng ta có muốn sống một cuộc sống hưởng thụ như vậy không? Mình nghĩ là không ai, không đời nào, không ai muốn một cuộc sống hưởng thụ như vậy cả. Vậy đó, vậy thì hãy làm với đam mê, hãy làm với tâm huyết, hãy làm chạy hết mình. Ok các bạn. Rồi, các bạn thấy đơn giản hóa mọi thứ, ok không?
Suy nghĩ đơn giản để thành công lớn. A cộng x bằng b. Hình như trốn hết rồi sao ấy. Xong thấy đồng tình nhúc nhích chứ nữa. Giang ơi. Hello. Xin chào. Good morning. How are you? Are you okay? Rồi, thằng Hồ làm thế nào để truyền tải thông điệp hết mình đến nhân sự của mình? Những ai đã học khóa 1, 2, 3 của mình comment cho mình cái đi. Mình có một mô mô đun về xây dựng đội nhóm và trở thành những cái chiến binh. Họ luôn luôn làm việc với sự máu lửa này nọ, không khoan nhường, không bao giờ bỏ cuộc, làm hết mình, chơi hết sức. Đó là khóa học xây dựng cơ nghiệp từ số 0. Bạn nào quan tâm đến khóa học đó thì cứ tới lớp của mình. Khóa học hoàn toàn miễn phí cho những ai không thích trả tiền. Khóa học cũng có phí một phần nào đó cho những ai thích buổi trưa, thích đến giờ có phục vụ tea break cho các bạn, nước trà cháo thoải mái cho các bạn. Đến giờ chúng ta ngồi ăn trưa với nhau, tiếp tục chia sẻ và nói chuyện. Còn các bạn nói không, tôi việc chi tôi phải bỏ ra mấy trăm ngàn để ăn tea break, để đi ăn trưa. Vậy ông bà, ông Bình, chả vấn đề gì cả, tôi qua quán cơm cơm vỉa hè bên cạnh thì cũng có. Vậy thì á, cũng chẳng sao cả, các bạn cứ thoải mái. Rồi, link đăng ký khóa học bên ở góc bên trên. Các bạn thoải mái và qua quán cơm vỉa hè bên cạnh, 30 ngàn một suất. Rất đơn giản. Rồi, tiếp theo. Vậy thì nói đến câu chuyện làm hết sức chơi hết mình. Các bạn thấy, năm 2007, khi đó Bình ra trường, khoảng 1-2 tháng đầu, Bình làm rất máu lửa, Bình làm rất quyết liệt. Sinh viên mới ra trường mà, làm ghê lắm. Được một tháng như vậy, các anh lớn ở trong công ty, các má cũ ấy, mới kéo Bình ra quán cà phê. Ê Bình, từ tuần sau 8 giờ lên công ty họp, thì 6 rưỡi anh em mình phải uống cà phê với nhau để họp trước. Mày cứ báo cáo như vậy, sếp chửi bọn tao. Tức là tuần nào Bình lên Bình cũng báo cáo cả mười mấy khách hàng mới, doanh số khách hàng mới tới cả mấy chục triệu, cả trăm triệu. Còn các anh lẹt đẹt chỉ có 1-2 khách hàng. Vì các anh cứ sáng sớm lên công ty chậm công rồi là ra quán cà phê ngồi xem phim xét, hoặc là ra tìm bia đánh bia. Trong team đó của Bình có một anh sinh năm 71, có một anh sinh năm 74, một anh sinh năm 78 và một anh sinh năm 82. Bình trẻ nhất trong nhóm. Vậy đó. Vậy lúc đó Bình nói, ok các anh, nếu các anh nói vậy em đồng ý. Từ tuần sau em sẽ kiếm thật nhiều khách hàng và doanh số mới, em lên em sẽ chia cho các anh để các anh báo cáo. Còn em vẫn tiếp tục làm, em vẫn làm hết mình, vẫn chiến đấu, vẫn làm xứng đáng với niềm tin, xứng đáng với đồng lương công ty trả. Nhưng em nói trước, 1 năm rưỡi nữa em học xong cao đẳng, lúc đó hoặc là em sẽ làm sếp của các anh, hoặc em sẽ kiếm một công việc khác em làm. Vậy các bạn thấy, bây giờ những người anh đó của Bình, có người bây giờ đang bán vé số, có cái tiệm vé số ngồi ở vỉa hè, có người đang chạy xe ôm kiếm sống qua ngày, có người thì đang đâu đó giặt da giặt dẻo làm những công việc thu nhập chỉ trên dưới 10 triệu. Vậy các bạn thấy không, trẻ không chống phá thì già hối hận. Ba mấy 40 tuổi rồi các bạn vẫn mang hồ sơ đi tuyển những vị trí nhân viên sale. Ai tuyển các bạn, tuyển làm gì? Bây giờ sức khỏe thì yếu, u lì chậm chạp, kiến thức thì không có. Mày ra trường 10 năm, 15 năm rồi, làm gì mà giờ vẫn còn đi làm sale? Điều đó chứng tỏ hoặc là mày không có năng lực, hoặc là mày không có sự cầu, không cho chỉ cầu tiến, hoặc là mày lười nhác. Với bất kỳ lý do như vậy, những con người đó không xứng đáng để bước vào đội ngũ của chúng ta. Đúng không các bạn? Họ không xứng đáng. Những con cừu thì không xứng đáng để bước vào đi ngang hàng với những con sư tử. Và chúng ta là những con cừu thì chúng ta cũng không thể dẫn dắt
một đan sư tử được. Chúng ta muốn dẫn dắt một đan sư tử, chúng ta cũng phải là những con sư tử mạnh mẽ, quyết liệt, oai phong, máu lửa, nói phải làm, làm phải làm đến nơi đến chỗ, làm hết sức, làm hết mình. Đó, thì như vậy chúng ta mới có được một cái gì đó. Cho nên câu chốt của mô đun đầu tiên đơn giản hóa mọi thứ, đó là muốn trở thành một ông lớn thì chúng ta phải có tổ chức của một ông lớn, đó là nghĩ lớn, nhìn xa. Muốn có một cái gì đó thì chúng ta phải có một cái gì đó. Muốn có cái gì đó là của các bạn, mình không biết. Phải có một cái gì đó là của các bạn, mình cũng biết. Ví dụ chúng ta muốn giàu có thì chúng ta phải có một cái gì đó, đó là khả năng học, khả năng lao động, khả năng chiến đấu. Ok các bạn, rồi phần 1 đã kết thúc. Các bạn comment cái gì, các bạn có nhận được giá trị gì, các bạn comment cái để bình qua phần 2 cực kỳ quan trọng, xây dựng đội nhóm bán hàng hùng mạnh từ một người. Tiếp đi các bạn, thả tim cái nào, like cái nào, comment cái nào để bình sang phần 2 đó. Các bạn không tắt nữa, các bạn không xem nữa thì bình lại tắt, bình lại ngồi bình sản xuất video và viết bài, ngồi lập kế hoạch, đơn giản vậy thôi. Các bạn có chuyện thì bình mình like, chứ bình ngồi để like nói về mình màn hình thì nói làm gì, đúng không? Cho nên không ai xem nữa thì bình lại tắt để bình ngồi bình đó, bật điện thoại lên, hello các bạn, đó, quay video, viết bài. Cứ như vậy, cuộc sống của mình đơn giản lắm. Rảnh là mình bật điện thoại lên, viết bài, xem video. Các bạn học được gì đó? Rồi. Rồi, cái này. Chủ đề thứ hai, xây dựng đội nhóm bán hàng vô địch từ một người. Có 7 bước. Chúng ta thương doanh nghiệp, chúng ta đa số những người ngồi đấy với mình đều là những startup, những doanh nghiệp nhỏ. Chúng ta rất khó tuyển dụng, tuyển giữ người, tại vì thứ nhất là thu nhập thì không không cao lắm, học hành cũng không nhiều, rồi thì điều kiện làm việc cũng khắc khẩu, rồi cái hồ sơ bài tráo để sau này cũng không có. Vậy thì làm thế nào để chúng ta đào tạo, tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện và xây dựng đội nhóm đấy? Làm sao để chúng ta thoát được khỏi đời khổ chủ? Làm sao để chúng ta thoát khỏi cái bóng công ty trách nhiệm hữu hạn một mình táo? Làm thế nào để chúng ta có thể vứt cái điện thoại của mình đi và công việc nó vẫn chạy? Ngày xưa bên cũng vậy các anh chị ạ. Hai tay, hai cái điện thoại, ba cái sim, một ngày nghe 100-200 cuộc điện thoại. Alo, 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 alo. Còn hơn cả tele sale. Mà vậy thì cái đầu của chúng ta như vậy, còn đầu mà làm những việc lớn, nghĩ những việc lớn, làm những cái điều gì đó, chẳng có thời gian đâu. Vậy đây là 7 bước để chúng ta xây dựng đội nhóm bán hàng vô địch. Bước thứ nhất, các bạn nghe đó, các bạn gõ vào ở trong khung chat đấy nhá, cho nó nhớ, hoặc là ai đó chưa kịp nghe kịp. Ok, bước thứ nhất, biến mình trở thành bậc thầy bán hàng. Chúng ta không thể xây dựng được đội nhóm nếu chúng ta không trở thành một bậc thầy. Chúng ta không dạy được ai cả nếu chúng ta không giỏi. Chúng ta không dạy ai được cả nếu chúng ta không tốt lên. Vậy thì chúng ta phải trở thành thầy chúng ta mới dạy được. Vậy thì chúng ta phải trở thành một bậc thầy bán hàng. Các bạn gọi những cái từ khóa bình nói vào trong phần chia sẻ của bên cái này, giờ rất nhiều cái từ khóa. Vậy đó, người lãnh đạo là nhà đào tạo, người lãnh đạo là phải là người thầy. Chúng ta phải đào tạo, huấn luyện được họ. Một thằng ngu thì không thể đào tạo được những con người tuyệt vời, những con người tài năng. Và ngược lại, những con người tài năng không đâu đâu quân cho những thằng đần. Các bạn như vậy đó, các bạn thấy Viễn Thiệu ngày xưa đó, ông gì nhỉ, ông gì
Quân sư của Viên Thiệu mới nói nè: chúa hèn, chúa hèn, chúa hèn, ông không đáng để cho tôi đâu quân. Vậy thì Viên Thiệu không giữ được người tài, không thu hút được người tài như vậy, vì vì Viên Thiệu là một thằng đần, Viên Thiệu là một chúa hèn. Vậy thì chúng ta phải liên tục, chúng ta phải nâng cấp mình để thằng trở thành một bậc thầy bán hàng để chúng ta đào tạo người. Bước thứ hai, tuyển dụng có bột mới gột được khô. Muốn xây dựng đội nhóm, chúng ta phải tuyển người vào để chúng ta xây mới xây được đội nhóm. Nhưng làm thế nào để tuyển dụng đây? Đây là cách. Các bạn hãy nói với họ rằng: cảm ơn em, anh vô cùng biết ơn em đã mang hồ sơ tới với công ty anh, tới đây để chúng ta có một cơ hội hợp tác. Các bạn ở đây chả có cơ chế xin cho đâu cả. Tôi có một cơ hội việc làm, tôi có một công việc như vậy. Các bạn có kiến thức, có tài năng, có trí tuệ, có học thức, các bạn đấy đấy, chúng ta cùng hợp tác. Vậy á, bây giờ công ty đang nhỏ, em vào đây thì có nhiều thiệt thòi với môi trường làm việc, với cơ hội phát triển, nhưng đổi lại anh sẽ đồng hành với em, cùng em lăn xả chiến đấu, anh sẽ đào tạo huấn luyện cho em. Sau một thời gian vài tháng gì đó, khi em vững vững vàng rồi, khi em đủ lớn rồi, khi đó chúng ta tiếp tục tuyển dụng thêm vài người nữa. Lúc đó anh hy vọng em đủ khả năng, đủ tài năng và bản lĩnh để em ngồi lên vị trí leader, vị trí trưởng phòng. Vậy thì sau vài tháng như vậy, bạn này đã cứng cáp, đã có thể mang về lợi nhuận cho chúng ta, thì chúng ta tuyển người khác vào, thì bắt đầu chúng ta cũng đỡ phải bù lỗ, chúng ta cũng đỡ phải vung gông lỗ. Lúc đó tuyển vài người vào, những người này vào họ cũng sẽ làm tốt, họ cũng sẽ làm như vậy. Vậy thì những nếu cái bàn vào lúc đầu của chúng ta, nếu bàn nào tốt thì chúng ta giữ lời hứa cho bàn thắng tiến lên vị trí cao hơn, vị trí leader này nọ. Ngược lại, bàn đã vào trước, bàn đã làm tốt, à bàn đã vào trước, bàn đã có rất có nhiều cơ hội như vậy, nếu bàn không phát triển được mà người vào sau họ tốt hơn, đó là do bàn không phải do tôi. Vậy thì người vào sau cũng có thể thắng tiến được. Bước thứ ba, ok, bước thứ hai đây nha các bạn. Bước thứ ba, thầy cai cho trò xem. Vậy bây giờ chúng ta đừng có hy vọng tuyển người vào đào tạo vài ngày cho họ vài nghiệp vụ kỹ năng gì đó, đào tạo cho họ thông tin kiến thức về sản phẩm rồi bảo mày đi ra đường, mày đi bán hàng đi, đi bán hàng đi, đi bán hàng đi, mang tiền về đấy cho anh, mang tiền về đấy cho mẹ. Xin lỗi các bạn đi, cuộc đời đâu dễ như vậy. Nếu dễ như vậy thì công ty tôi cũng tuyển vài ngàn người vào rồi, vào cứ bảo cứ dành ra 3 ngày để đào tạo, họ sẽ mang tiền về, thì chúng ta không đơn giản như vậy đâu. Vậy lúc này chúng ta phải dắt họ đi với chúng ta ra ngoài chiến trường, chỉ cho họ cách gọi điện như thế nào, chỉ cho họ cách tới chào hỏi khách hàng như thế nào, chỉ cho họ cách tới đây bắt tay khách hàng như thế nào, ngồi xuống làm sao, ngồi ở góc nào, ngồi ở thế nào, để khi khách hàng vào cái phòng của chúng ta có thể chủ động hơn đó. Chỉ cho họ xem chúng ta trình bày bản án như thế nào, thuyết phục khách hàng như thế nào, nói câu lợi ích như thế nào. Cứ như vậy, cứ như vậy, bắt đầu họ nhìn, họ học theo chúng ta, cách chúng ta chọn xe như thế nào. Vậy một lãnh đạo giỏi là chúng ta biến những vấn đề phức tạp trở thành những vấn đề đơn giản để người khác có thể nhìn thấy, copy, bắt chước và học theo. Đơn giản như thế các bạn ạ. Đó là bước thứ ba, làm mẫu. Bước thứ tư, thầy trò cùng cai. Bây giờ các bạn hãy hãy bảo họ: em hãy gọi điện chính cuộc hẹn đi, em hãy chuẩn bị mẫu đi, ngày mai anh với em tới đó để chúng ta gặp khách hàng và bán hàng. Vậy thì lúc này bây giờ các bạn thấy mình đi với đội nhóm của mình, à mình đi với đội nhóm của mình tới đó gặp, họ sẽ tự tin hơn, họ sẽ thoải mái hơn, họ sẽ bình tĩnh hơn, họ sẽ không bị sợ. Mà lúc họ có ấp áo cũng họ nói không được, họ lắp ba lắp bắp, họ sợ, thì lúc đó chúng ta lao vào yểm trợ cho họ, support cho họ,
Các bạn xem phim hình sự cho các bạn thấy không? Hãy yểm trợ cho ông Bình tiền lên. Đó. Vậy thì ở đây cũng vậy, chúng ta hãy yểm trợ cho nhân viên của chúng ta, cho công sự của chúng ta, họ tiền lên, tiền lên, tiền lên. Đó. Bước thứ 4 là chúng ta hãy yểm trợ cho đội ngũ của chúng ta, cũng đội ngũ của chúng ta chiến đấu lăn xả nữa. Như vậy, ngày xưa khi mình mới bắt đầu với thế giới dạy cũng vậy, Bình với đội ngũ công sự của Bình, vài người gì đó, tới những cái khu mà có nhiều nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, ví dụ khu Phan Xích Long của Phú Nhuận, khu Lý Tự Trọng, Nguyễn Du. Rồi gì nữa? Lê Thành Tôn, ở Bùi Thị Xuân ở quận 1, rồi những khu như là cư xá Bắc Hải ở quận 10, tới đó, rồi vứt xe ở đó, ôm những cái bịch giấy mẫu đi bán giống kiểu bán vé số các bạn ạ, lao vào các cái quán cà phê, các cái khách sạn, các cái nhà hàng như vậy, dạ con chào chú, con ở bên công ty thầy giấy, chú cho con vào đấy gặp cái người phụ trách mua hàng, con chào bán giấy cho khách sạn của chú với nhà hàng của chú với, chẳng sao các bạn ạ, à, cứ chạy mặt như vậy. Nhưng mà chúng ta đi với hai người như vậy, chúng ta đỡ sợ, chúng ta cảm thấy tự tin hơn, và cùng lắm thì họ đuổi, cùng lắm có vài câu khó nghe chứ không ai đánh đập chúng ta cả, có vài câu chửi kiểu như bọn tiếp thị, bọn lừa đảo, bọn hãm tiền hay cái gì đó, kệ người ta, chửi thì cứ chửi không sao cả. Như Tào Tháo nói đó, chửi hay lắm, chửi tiếp đi, chửi mạnh vào, mày chửi nãy giờ tao có mắt đi còng lống nào đâu, chửi thật là sảng khoái, chửi thật là đã. Cho nên các bạn thấy không, chúng ta hãy để cho họ chửi, họ chửi chúng ta sảng khoái vào, chúng ta nghe họ chửi để sau này chúng ta học cách chửi thông minh hơn, chửi hiệu quả hơn, chửi hoành tráng hơn. Đúng không các bạn? Đó, cứ suy nghĩ tích cực như vậy thôi, chửi có chứ chả có gì xấu cả, chửi để giúp cho chúng ta trưởng thành hơn, chửi để chúng ta bản lĩnh hơn. Bước thứ mấy rồi các bạn? Bước thứ 4 được không? Bước thứ 5, cho cái độc lập cho thầy xem. Vậy bây giờ cho của chúng ta, cho F1 của chúng ta đã cai, đã cứng cáp rồi, đã bản lĩnh rồi, nó phải cai độc lập. Lúc này chúng ta đừng qua một bên, quan sát, theo dõi, hướng dẫn cho họ đọc các cái chỉ số, đồng thời chúng ta cũng đọc các cái chỉ số để chúng ta thấy, à, tỷ lệ gọi điện của thằng này như thế nào, tỷ lệ chào hàng của thằng này thế nào, tỷ lệ tột xóa của nó thế nào, tỷ lệ chuyển đổi của nó như thế nào, chúng ta thấy chỉ số nào chưa tốt, chúng ta cầm tay chỉ việc tiếp, hướng dẫn tiếp, cứ như vậy, cứ như vậy, cứ như vậy, chúng ta giúp họ hoàn thiện, chúng ta giúp họ bản lĩnh lên. Bước thứ 6, nhân bản. Bây giờ cho F1 phải nhân bản cho F2. Ở phương Tây họ có một câu, câu này các bạn hãy nốt vào, cực kỳ quan trọng. Mày đã có ai để thay thế mày hay chưa? Nếu có rồi, tao sẽ cho mày thăng tiến. Ok không các bạn? Vậy thì bây giờ cho F1 này phải đào tạo cho chúng ta vài người cho F2 giỏi như họ, bản lĩnh như họ, xuất sắc như họ. Còn nếu mày chưa đào tạo được, tức là mày chưa tạo được ekip, mày chưa xây dựng được đội nhóm, mày ngồi yên đó đi con. Tại vì sao như vậy? Nếu anh không đào tạo được những người như vậy, điều đó chứng tỏ là rằng anh không có khả năng đào tạo, huấn luyện, nhân bản đội ngũ. Anh không có khả năng team goal. Vậy thì anh lên làm cái gì? Anh lên để làm trưởng phòng không quân à? Đúng không? Vậy nếu khi đó các bạn cho những con người này thăng tiến vì họ ở lâu với các bạn chẳng hạn, thì các bạn sẽ mất đi một người lính giỏi và có một quản lý tồi. Vậy thì nhiệm vụ của mày là bây giờ phải cho tao thấy mày đã có hai ba thằng lính ngon như mày, bản lĩnh như mày, xuất sắc như mày, những người đó là ekip của mày, lên lên và lên, hãy lên đi con. Đó các bạn thấy không, tuyệt vời không các bạn? Bước thứ 6 nhân bản, ok không? Vậy lúc này chúng ta có bắt đầu có một đội quân hơn một người rồi không các bạn?
Sao im re thế nhỉ? Ôi, im re thì tôi cũng im re, tôi uống nước cái đó. Hai ông các bạn, những điều cực kỳ đơn giản như vậy á, hãy thì các bạn tăng sáu đi các bạn, thả tim đi, comment đi và tăng sáu đi các bạn. Trời ơi, tăng sáu coi nào, sáu nhiêu tăng đi cho nó máu, nhanh lên để bên con nói bước bảy này. Bước rồi, bước thứ bảy là các bạn nghe, các bạn phải ghi chú nha, phải ghi chú, ghi chú, ghi chú và ghi chú. Nếu các bạn chỉ nghe cho sóng truyền, các bạn chỉ nghe để nghe thì không bao giờ các bạn đặt chúng vào công việc đâu. Không phải viết, 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 viết ra, viết ra, viết ra, viết ra, đặc biệt là viết những cái thông tin ở bên cạnh của chúng ta đó, những cái hành động chúng ta sẽ làm á. Ví dụ hành động là tuyển dụng, ví dụ hành động là đào tạo, ví dụ hành động nhân bản đội ngũ, đó là những cái hành động chúng ta sẽ làm. Rồi vậy các bạn thấy không, bây giờ các bạn sẽ không biến, bắt đầu các bạn thấy đỡ khổ rồi, các bạn sẽ không phụ thuộc vào một thằng nữa, các bạn sẽ không còn công ty trách nhiệm hữu hạn một mình táo nữa, các bạn sẽ không là nhân viên bán hàng xuất sắc nhất năm nữa. Vậy các bạn thấy này, khi các bạn đào tạo được một người như vậy, nếu người đó được 50% của các bạn thì cộng với các bạn 100% nữa, chúng ta đã có 1,5 lần. Nếu chúng ta được hai người 50%, chúng ta đã được x2. Nếu chúng ta có hai người được 70%, chúng ta đã 7,24 cộng với 100% của chúng ta nữa, tức là chúng ta đã được 1,4 lần so với chúng ta. Nếu các bạn có được 3 người bằng 70% chúng ta, 7,3,21 tức là đã hơn 2 lần rồi các bạn ạ. Vậy thì các bạn thấy không? Không ai thành công được một mình cả, không ai thành công không có đội nhóm cả. Chúng ta muốn thành công chúng ta phải xây dựng được đội nhóm. Đó. Và bước thứ bảy, bước cuối cùng, liên tục tiến lên. Bây giờ các bạn đừng có nghĩ chúng ta đã có dăm ba người như vậy là tìm đã ngon rồi không làm nữa, hoặc là các bạn nghĩ họ giỏi rồi, đó là cực kỳ sai lầm. Họ mới chỉ bắt đầu bước đi những bước đời đầu tiên trên con đường thăng tiến phát triển. Vậy thì bây giờ chúng ta phải liên tục đào tạo huấn luyện cho họ, chúng ta hỏi cho họ học thêm những cái kiến thức đâu đó họ học ở trên trường đại học, chỉ sử dụng được 1-2 năm là hết thôi các bạn ạ. À, không còn nữa đâu, không có cái gì nữa đâu mà bao, đừng có bao nữa, còn xí quách không à, xương khô không à. Vậy bây giờ các bạn muốn bao tiếp, các bạn phải tái tạo năng lượng cho họ, tái tạo phải đầu tư, phải cho họ tiếp nhiều cái năng lượng nữa, nhiều cái kiến thức nữa để chúng ta tiếp tục bao. Vậy thì hãy cho đội nhóm của mình đi học. Đó là lý do tại sao từ khi thầy dạy dạy con rất nhỏ, từ những năm 2012, 2013, 10 năm nay, thầy dạy dành rất nhiều ngân sách cho đào tạo. Một năm có thể tiền tỷ cho việc đào tạo. Mà không những đào tạo để phát triển kỹ năng đó các bạn ạ, để phục vụ công việc đâu. Đó là những khóa học về phát triển bản thân, những khóa học về nuôi dạy con, những khóa học về hạnh phúc gia đình. Ngoài nhân viên của công ty được đi học, người nhà của họ, đó là vợ chồng con của họ cũng được học. Tại vì sao như vậy? Tại vì họ có học thì họ mới phát triển được. Khi họ phát triển như vậy họ sẽ hạnh phúc, họ sẽ vui vẻ. Họ hạnh phúc, họ vui vẻ thì họ mới mang lại niềm vui, hạnh phúc cho khách hàng của chúng ta được. Gần đây nhất cách đây khoảng 1 tháng, mình cho team đội của mình 30 người đi học một cái khóa về bán hàng. Mỗi người như vậy 38 triệu, tức là gần 40 triệu. Vậy các bạn thấy không, 32 là 1 tỷ 2. Chưa tính tiền phòng khách sạn, chưa tính tiền á máy bay. Nhưng mình vẫn cho họ đi học. Trong đó có cả anh quản đốc, có anh cả giám trưởng phòng kho vận, hay trưởng phòng hành chính nhân sự, trưởng phòng tài chính kế toán, trưởng phòng mua hàng. Lúc đó Bình đăng ký cho mọi người đi học như vậy. Mọi người cũng bảo, ông Bình bữa nay bị điên rồi hay sao ấy, ông Bình bị ấm đau rồi. Sản xuất kho vận hành chính nhân sự tài chính kế toán mua hàng liên quan mẹ gì đến bán hàng mà cho đi học bán hàng. Vậy đó các bạn ạ. À, nhưng họ đi học về thì họ vỡ hoa. Họ nói tôi không nghĩ tưởng tượng các bộ phận này là liên quan đến mặt thiện, đến công việc bán hàng như vậy. Họ học để họ biết được khách hàng của chúng ta muốn gì, họ thấy được để bán được một cái đơn hàng, để có được một hợp đồng vất vả thế nào, họ phải hỗ trợ, phải phối hợp tác chiến với bộ phận mua bán hàng như thế nào.
cứ như vậy đó, các bạn thấy không? Vậy thì phải liên tục đào tạo, và đó là lý do tại sao Bình đi học. Bình luôn luôn dắt đôi nhỏ của Bình đi học, và Bình, hai vợ chồng của Bình vậy, mấy năm nay đi học là hai vợ chồng Bình luôn đi. Tại vì á, nếu không nó sẽ tạo ra một sự lệch pha như vậy á, thì hai vợ chồng rất khó làm việc, đặc biệt là hai vợ chồng làm chung suốt ngày xung đột, suốt ngày cãi nhau. Ông chồng đi học về đình làm cái gì đó, bà vợ nhảy ra: anh đi học cứ nghe mấy ông thầy lý thuyết nói tăm bậy tăm bạ, rồi về bài ra cái này cái kia đó. Thế là lòng tự ái, lòng tự trọng của một thằng đàn ông, của một thằng chủ doanh nghiệp lao vào, không làm thì biến, không làm thì lươn, kiểu như vậy, không làm thì cút. Vậy là chúng ta thấy không, bắt đầu xung đột từ đó mà xảy ra thôi. Cho nên liên tục phát triển, liên tục cải tiến, liên tục tiến lên, đó là bước thứ bảy. Và Bình đã trình bày xong 7 bước xây dựng đội nhóm bán hàng vô địch từ một người. Ok không các bạn? Tuyệt vời không các bạn? Các bạn có câu hỏi nào cho phần này không? Có bạn Hải Vũ: tóm lại mô hình kinh doanh gì vậy anh? Hình như bạn mới ở dưới đất chui lên hay trên trời rơi xuống không biết. Mà bạn hỏi một câu rất chứng hình như vậy. Bình không biết bạn đang muốn hỏi cái gì. Rồi, các bạn thấy Bình chia sẻ với các bạn 7 bước xây dựng đội nhóm bán hàng vô địch từ một người, ok không? Các bạn comment cho Bình cái. Thả tim đi, comment đi. Thả tim đi, comment đi. Hỏi đi các bạn. Nói toát mà hơi này, nói cho rát hồng mà chẳng ai hỏi nữa. Chẳng ai khen một câu. Chẳng ai khen mình câu, chẳng ai thả tim cho mình, cũng chẳng ai tặng sao cho mình cả. Bạn Hải Vũ: em vừa vào không hiểu gì cả, không hiểu gì thì lát nữa bạn xem lại. Bình để cái này đến khoảng 12 giờ đêm mình sẽ xóa. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bạn cứ xem phần sau thì mỗi phần nó độc lập với nhau, cho nên bạn không không có vấn đề gì cả. Bạn chưa hiểu phần đó, lát nữa bạn phần sau bạn sẽ hiểu. Phần sau mình sẽ nói về mô hình kinh doanh. 8:36 rồi, mình sắp nói đến mô hình kinh doanh đây. Bạn Ngọc Trung giỏi quá, xuất sắc quá. 7 bước bán hàng trở thành chuyên gia tuyển dụng. Thứ ba, đào tạo và kèm cặp. Thứ tư, đồng hành. Thứ năm, quan sát đánh giá. Thứ bảy, thứ sáu nhân bản. Thứ bảy, liên tục tiến lên. Tuyệt vời quá Ngọc Trung ơi, học phải như vậy. Các bạn thấy Bình đi học 3 ngày mà Bình ghi được tới 562 trang giấy. Ông thầy bảo em ghi khiếp quá. Thì Bình nói em cũng hiểu sao thầy ạ. Em đi học em ngồi vào là em cắm đầu em ghi, cắm đầu em ghi, em ghi rất nhiều như vậy. Có nhiều cái em ghi vậy em không hiểu em đang ghi gì. Thầy của Bình nói thế này: học như em ấy, người ta gọi là thiền tri thức. Tức là khi em ngồi em học như vậy là em chỉ tập trung vào học học thôi. Nên mình nói đúng, em vào học là không điện thoại, không có bất kỳ một thứ gì cả, không có bất kỳ một tác động như bên sau cả. Thằng bên cạnh nó nói gì em cũng kệ cha nó. Vậy thì các bạn mới thấy á, khi các bạn thiền cũng vậy thôi. Thì các bạn mỗi đứa cặn kè nó, ai dám mở cửa kè nó, đứa nào đi ta lại kè nó. Vì các bạn luôn luôn tập trung 100% như vậy. Vậy khi chúng ta làm bất kỳ một việc gì đó, học gì đó mà các bạn ở rơi vào trạng thái gọi là thiền như vậy á, thì nó cực kỳ hiệu quả. Đó. Rồi. Bạn Mến Võ hỏi: ưng phó sao với kiểu nhân viên F1 đang bước đào tạo nhưng luôn tỏ ra hiểu biết hơn và cắm đèn chạy trước ô tô? Bạn quay lại bước 2, công tác tuyển dụng. Bạn tuyển dụng người đã đúng hay chưa? Tiêu chí tuyển dụng như thế nào? Văn hóa, triết lý, phong cách của bạn như thế nào?
Phong cách của bạn là làm đi hay nói, thì bạn phải tuyển những con người sẵn sàng lăn trả vào làm. Làm quyết liệt, làm lăn trả, có việc là làm. Họ phải hỏi thế này: chị ơi, buổi tối có việc chị em làm thêm để có thêm thu nhập hay không? Ví dụ như vậy. Đó là những con người ấy. Còn những con người theo em phải thế này, theo em phải thế này, theo em phải thế này, theo em phải thế này. Nhưng mà rất tiếc là họ chứ. Hỏi vậy thì theo mày thì mày làm đi ra kết quả tao xem. Ui em chỉ nói vậy chứ làm đi, giữa làm với nói nó khác nhau đó. Thì vậy thì bạn quay lại tuyển đúng người, tuyển người phù hợp nhá. Còn nếu nguyên tắc, nếu người không phù hợp hoặc đi lại với triết lý, với giá trị của doanh nghiệp thì xin mời xuống xe, không nói nhiều. Thái độ hơn trình độ, cho nên chúng ta chỉ ở những con người phù hợp với chúng ta, phù hợp với doanh nghiệp chúng ta, phù hợp với triết lý, với văn hóa của chúng ta, thì kiểu gì chúng ta cũng sẽ đào tạo huấn luyện được họ. Ok. Quang Trang hỏi: anh Bình ơi, em muốn xây dựng mô hình hệ thống nhưng không muốn quá nhiều mức đại lý công tác viên. Cách đơn giản nhất, hãy online hóa nó lên. Cứ đưa nó lên online. Online chúng ta có thể bán được cả nước, bán được cả thế giới. Hãy làm những cái video, làm những cái bài viết. Một ngày chưa được thì hai ngày, hai ngày chưa được thì ba ngày. Chúng ta đừng có sợ, chúng ta ngu lắm. Ngày xưa Bình cũng vậy các bạn ạ. Chúng ta mắc cỡ, chúng ta sợ quay video lên, có thằng này thằng kia nó nói, chúng ta sợ người ta chê, sợ người ta cười. Mà chúng ta quên rằng chúng ta bỏ một bài lên, chúng ta đăng một cái video lên, có chó nó xem đâu. Ngồi chờ hai ngày được có hai like, vậy mà sợ. Còn đến khi có thằng nó đã xem, nó đã thả tim, nó đã comment, nó đã like, thì lúc đó chúng ta đã nói hay rồi, chúng ta đã viết chuẩn rồi, thì nó đâu có cười nữa đâu. Nên đó là những cái nỗi sợ cực kỳ vớ vẩn, cực kỳ rú rốt, khiến cho chúng ta cứ đi thụt lùi, thậm chí chúng ta ngồi tại chỗ, thậm chí là đi thụt lùi. Vậy thì chúng ta cứ làm, cứ làm, cứ làm, cứ lao ra làm, cứ làm bất chấp nỗi sợ hãi, thì chúng ta càng ngày càng hãi thôi. Các bạn thấy không, dòng của Bình lẹt đa lẹt đẹt, rè rè như con ngắn đực, kẹt, kẹt, kẹt. Vậy mà Bình vẫn ngồi trước màn hình đây, Bình nói với các bạn, Bình quay video, Bình bước lên sân khấu, Bình chia sẻ, đâu có sợ đâu. Có mặt cầu, cho sổ thì cứ sổ, đường ta cứ đi. Chúng ta chỉ làm những việc đúng cần làm, chúng ta làm những việc tạo ra giá trị cho chính bản thân mình và cho khách hàng, cho cộng đồng của chúng ta. Đừng có sợ. Chúng ta không thể nào mà hài lòng được cả thiên hà đâu các bạn ạ. Thế giới này có 8 tỷ người đang sống, đất nước chúng ta có 800 triệu người đang làm. Có 100 triệu dân đang sống. Chúng ta đâu có chơi được nhiều, các bạn lật lại danh sách bạn bè của mình đi. Đâu đó chỉ có vài chục người chúng ta đang chơi thôi. Cho nên đừng có sợ, cứ làm đi. Vậy thì bàn về cách tốt nhất để chúng ta cắt bỏ lỗ trung gian là online. Nếu như các bạn đang nhắm tới đối tượng khách hàng là cá nhân, thì giấy và các công ty của mình cũng vậy, mình đưa lên online hết, đưa lên các nền tảng online, bỏ qua các khâu trung gian để giúp khách hàng chúng ta mua được sản phẩm tốt, giá tốt. Qua các trung gian nó đòi lên cao lắm, và chúng ta kiểm soát được chất lượng, kiểm soát được sản phẩm, không lo hàng giả, không lo hàng nhái. Rồi, bạn Ngọc Dũng, nếu mình không trở thành chuyên gia như bước 1, mình thuê người giỏi về sau đó thay mình làm, cái này chết nhanh lắm em ơi. Đó là cái ngu của nhiều người chúng ta, trong đó có Bình. Chúng ta nghĩ người khác có thể làm thay cho chúng ta. Không, không ai làm thay được chúng ta hết. Chúng ta phải giỏi. Nếu chúng ta muốn phát triển, nếu chúng ta muốn doanh nghiệp của chúng ta lớn, chúng ta phải học, học, học mỗi ngày để nâng cấp bản thân. Chúng ta ngu hơn thì làm sao mà quản trị được thằng giỏi hơn. Họ nói những thứ điều chúng ta, những điều hay, những điều lẽ phải, những điều tuyệt vời, chúng ta đâu có hiểu đâu mà hấp thu. Họ nói những thứ tuyệt vời thì chúng ta nói trên trời, chúng ta gan phang nó đi. Vậy thì những người giỏi đó vài bữa họ cũng bỏ đi, bỏ chúng ta mà đi thôi. Tại vì nói chúng ta không hiểu, nói chúng ta không được ủng hộ, nói chúng ta không đồng thuận thì làm sao mà làm việc. Nên chúng ta phải giỏi để đi cùng với họ. Chúng ta có giỏi thì mới thu hút được người giỏi. Chúng ta không nhất thiết phải giỏi mọi thứ, nhưng chúng ta phải giỏi vài món. Vài món nào đó mà chúng ta có thể quản trị, dẫn dắt, ảnh hưởng được đời nhóm. Cho nên ấy, bà Ngọc Dũng
bà không có cách nào khác đâu. Bà đừng có tuyển người giỏi vào. Năm 2018, khi đó mình cũng tuyển về một anh trưởng phòng kinh doanh. Vậy thì anh đó cũng rất giỏi, anh cũng đang làm quản lý cho một doanh nghiệp rất lớn trong ngành hàng FMCG. Hồi đó dưới anh là có cả vài ba trăm nhân sự. Vậy thì về quản lý đội nhóm của mình 15 người. Sau khi anh về một tháng thì 7 người nộp đơn nghỉ việc, và 8 người còn lại lúc nào trong ba lô cũng có một cái đơn xin nghỉ việc để sẵn trong túi và khoe với mình: đơn xin nghỉ việc của em nè, xin đúng không anh, em chuẩn bị rồi. Vậy các bạn thấy không, vì họ giỏi quá mà chúng ta ngu quá, nên chúng ta nghĩ họ ngu giống mình và chúng ta không không sử dụng được họ. Đó là một cái điều đáng tiếc, cho nên chúng ta phải giỏi thì chúng ta sau đó mới thu hút được người giỏi về 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 chúng ta ha. Ok rồi, chào anh Bình, anh còn phải mô hình kinh doanh của anh Lâm Bình Bảo mà không có. Rồi, ok. Phần tiếp theo là mô hình kinh doanh. Mô hình kinh doanh để Bình gửi cho các bạn một cái link để các bạn xem thử. Các bạn chờ Bình một tí nha, Bình gửi cho các bạn một cái link để các bạn. Rồi, các bạn chờ bên một xíu. Bị xin đi màu đồng các bạn đây. Các bạn chờ xíu nha. Bên tại nó lấy cái driver thì mới gửi thấy được. Để mình bật chế độ chia sẻ lên các bạn mới xem được. Chia sẻ liên kết cho bất kỳ ai người xem, sao chậm liên kết cho. Rồi, trong khung chat các bạn thấy cái mô hình kinh doanh, chúng ta chỉ nói đến hai ô thôi. Ủa, xin lỗi các bạn, đâu rồi? Copy nhầm link. Rồi, đó, cái link driver mình vừa gửi cho các anh chị đó. Bạn Nguyễn Nguyễn Trân Trung. Đó, Nguyễn Trân Trung sau đó hành xử thế nào? Thì lúc đó ấy, anh trưởng phòng kinh doanh nghỉ việc và Bình tiếp tục tập kế đôi nhóm đó. Và từ năm 2018 giờ là Bình tập trung Bình học. Bình mới thấy rằng rằng nếu chúng ta ngu thì chúng ta không thể có được những người giỏi bên mình. Cho nên đó là lý do tại sao từ năm 2018 giờ Bình tập trung vào học để xây dựng hệ thống, xây dựng quy trình phát triển đội nhóm. Và các bạn thấy đó, 2018 giờ Bình học đâu đó khoảng 4 5 tỷ tiền học phí cho các cái khóa học của nhiều ông thầy khác nhau. Và từ đó đến giờ thì mình đã đóng gói được, hệ thống hóa được, quy trình hóa lại được doanh nghiệp của mình. Và từ đó thì từ năm 2019, 2020 tới giờ, hầu như năm nào doanh nghiệp của mình cũng tăng trưởng 30 đến 50%, thậm chí là x2, x3. Chỉ khi chúng ta giỏi lên, chúng ta tốt lên thì chúng ta mới thay đổi được thôi. Còn đừng có trông chờ vào người khác sẽ giúp chúng ta. Đừng có trông chờ ông tiên ba bụt nào đỡ hết á. Chúng ta là ông tiên ba bụt của cuộc đời mình. Rồi. Không, ok. Vậy thì bây giờ mình sẽ nói đến business model canvas, mình chỉ nói hai ô thôi. Đó. Tại sao có nhiều người bảo đó, có nhiều người inbox Bình, chính có nhiều người ấy cứ nói thế này: anh Bình ơi, khi nào anh rảnh em mời anh uống cà phê. Xin lỗi, tôi có uống cà phê đâu mà mời.
Tôi đâu có rảnh đâu mà ngồi nghe cái máy cà phê với ông. Ông chẳng, tôi chẳng quen biết với ông cả. Tôi có biết ông là ai đâu. Nếu cứ như vậy một cái tin nhắn như vậy mình cứ lao ra đi uống cà phê mà ngay uống phải 30 cữ cà phê, uống cà phê tới chết luôn, và rồi công ty cũng dẹp tiền luôn đó. Rồi em mong được nghe anh Bình chia sẻ đây, livestream này lên mà nghe này, tới lớp học của tôi mà nghe, lớp học có miễn phí, có phí, mà thích miễn phí tới đó mà học. Cho nên ấy, trên những tin nhắn đó Bình không bao giờ Bình dẹp lại. Rồi có người hỏi anh Bình ơi em kinh doanh cái này cái kia có được không, tốt nhất là mày đừng làm vì làm sợ muộn gì cũng dẹp tiền hết đó. Tại vì các bạn bắt đầu kinh doanh từ sản phẩm, vậy á, vậy thì trong cái business model Canva đó, các bạn nhìn ở bên phải bên cùng, customer segment, khách hàng mục tiêu của chúng ta là ai. Vậy thì chúng ta phải trả lời ở ở đó, khách hàng mục tiêu của chúng ta là ai, họ có những cái nỗi đau gì, điều gì làm cho họ sung sướng, và họ cần phải làm gì để chữa giải quyết những cái nỗi đau và sự sung sướng đó. Ở ô số 2 ở dưới, ô dài dài ở dưới, value proposition là chuỗi giá trị của chúng ta có những cái giá trị gì để cung cấp cho khách hàng mục tiêu ở ô số 1 để làm cho họ sung sướng và để chúng ta có tiền. Vậy á, ở chỗ này chúng ta trả lời mục tiêu tài chính của bạn là như thế nào? Bạn cần phải bán bao nhiêu sản phẩm thì đạt được mục tiêu tài chính, và lợi nhuận dự kiến cho mỗi sản phẩm nó như thế nào? Và ở cái chỗ ô số 1, nỗi đau của khách hàng như vậy, khi chúng ta phát hiện được nỗi đau của khách hàng thì chúng ta sẽ tìm kiếm những cái sản phẩm ở ô số 2 để chúng ta giải quyết cái nỗi đau của khách hàng. Nói lý thuyết thì là nông nhung như vậy, để mình lấy vài cái ví dụ cho các bạn hiểu. Chín ấu đó trong cái khóa mình sẽ chia sẻ, mình sẽ chia ấy cho các bạn từng bước một, mình sẽ dành ra một ngày để nói chuyện về mô hình kinh doanh. Rồi ở đây mình chỉ nói ngắn gọn thôi, tại vì bây giờ chúng ta chỉ còn khoảng 15 phút thôi. Vậy đơn giản thế này là các bạn, ví dụ mà thằng em của mình nó kinh doanh về mật ong, thì mật ong chúng ta đa số ở đây chúng ta ai cũng biết là đó một loại thần dược. Nhưng thế nào là mật ong tốt? Có người bán mật ong 100-200 ngàn, có người bán 200-300 ngàn, có người bán 500-700 ngàn, có ba người bán 1-2 triệu. Vậy nỗi đau của khách hàng là bây giờ không phải mua mật ong mà có khi mua lại phải là độc dược, không phải mua thần dược mà lại độc dược. Vậy điều gì làm cho họ sung sướng? Họ sung sướng là họ mua được mật ong tốt, họ sung sướng. Vậy thì lúc đó Bình nói thằng em của Bình mà dẹp mẹ nó đi, đừng có bán mật ong nữa. Nó nói không bán mật ong thì lấy gì mà húp. Thế Bình nói bây giờ bán đàn ong đi. Thì nó nói đàn ong thì ở thành phố ai mà nuôi. Thế Bình trả lời dù chúng ta có đi ở trọ như Bình hoặc là chúng ta đang có nhà của chúng ta, thì ở trước nhà chúng ta luôn có một khoảng ban công rộng rộng khoảng đâu đó 1 mét vuông, chỉ cần không gian đó là đủ chúng ta để một cái thùng ong đó nuôi bằng cái lạt tấu. Bình đang ngồi lại chim đây, và vậy thì sự sung sướng tiếp theo của khách hàng là mỗi sáng họ nhìn đàn ong chăm chỉ đi kiếm mật về, họ sự sung sướng là vài tháng lại cái mở nắp ong thùng ong ra để cung cấp, để lấy mật và cho gia đình thưởng thức. Mật ong nó hoàn toàn sạch, hoàn toàn nguyên chất, hoàn toàn tự nhiên. Con ong nói chúng ta nuôi nhưng thực chất nó không phải nuôi gì các bạn ạ, không phải cho ăn gì cả, nó cũng như con chim yến ấy, nó từ bãi đi tới các công viên, các cái cây vỉa hè, các cái bãi bãi cỏ ven đường để nó lấy phân hóa, mật hóa về cho chúng ta. Vậy đó. Vậy thì đó là sự sung sướng của khách hàng. Rồi ở ô số 5, revenue, các cái dòng doanh thu của chúng ta. Vậy á, bây giờ các bạn thấy không? Vậy bây giờ nó có dòng doanh thu thứ nhất. Vậy bây giờ nó không cạnh tranh với những người bán mặt áo nữa. Dòng doanh thu của nó đến từ việc bán đàn áo. Dòng doanh thu thứ hai đến từ việc định kỳ 1 tháng, 2 tháng gì đó lên chăm sóc đàn áo cho khách. Vậy thì những người chạy gấp rạp ở ngoài đường họ cũng đang kiếm sống nó thôi. Bây giờ họ chạy Grab để phục vụ người đi đi xe.
con ở đây chạy Grab để phục vụ đàn ông. Trong những chương tiếp theo, sau vài tháng, chị ơi, đàn ông bây giờ nó đóng nghỉ rồi chị ơi, chị phải chia thành hai đàn. Vậy thì bây giờ lại bán cho người ta thêm một cái thùng nữa để tách ra nuôi hai đàn ông. Tiếp theo, doanh chú tiếp theo. Hello các bạn, hôm nay mình đang lấy mật ong cho nhà anh Bình. Anh Bình thu hoạch lần này được 5 lít mật. Và anh Bình nói anh chỉ sử dụng 2 lít thôi, còn 3 lít muốn bán lại cho ai đó. Bạn nào muốn mua, anh Bình sẽ để lại các bạn. Vậy thì trong doanh thu tiếp theo, bán những mật ong như vậy. Và mật ong đó đương nhiên là hoàn toàn tự nhiên rồi. Các bạn cảm thấy cực kỳ tin tưởng rồi. Rồi sau một thời gian, khi chúng ta có mối quan hệ thân thiết với khách hàng đã cực kỳ happy với chúng ta rồi. Hello chị ơi, trên farm của em rau sạch đây, gà ta, cả vườn, heo mòi cả đàn. Chị có muốn sử dụng gói thực phẩm sạch của bên em không? Có chứ. Vậy thì cuối tuần về mang cho chị hai con gà, 5 kg rau, 5 kg thịt nhé. Vậy các bạn thấy đâu? Ủa, đi hết đâu rồi? Sao không thấy cái tin nào nó bay bay nhảy nhảy nữa? Sao không thấy ai tương tác gì nữa? Chắc là đi ngủ hết rồi. Ok, để mình nói nhanh để cho mọi người còn đi ngủ. Vậy thì các bạn thấy không? Mô hình kinh doanh của nó xoay chuyển từ bán mật ong, xoay chuyển thành mô hình kinh doanh bán đàn ong. Và cuối cùng là mô hình kinh doanh phục vụ cái môn của khách hàng, tức là cung cấp một gói thực phẩm sạch cho mọi gia đình. Thì các bạn thấy không? Vậy bây giờ các bạn có thấy hoặc thằng em của bên con phải cạnh tranh để bán mặt áo giá rẻ nữa không? Các bạn thấy bây giờ nó có phụ thuộc vào một nguồn duy nhất là bán mặt áo không? Các bạn thấy bây giờ đã giải tỏa được áp lực cạnh tranh chưa? Bây giờ có cần cạnh tranh với ai nữa không? Những câu hỏi đó bây giờ đã trở nên vô nghĩa. Cực kỳ đơn giản. Mô hình kinh doanh đó các bạn, nó đơn giản như vậy thôi. Đó là mình mới giải quyết ô số 1, ô số 2 và ô số 5 thôi. Còn những ô khác phải nói 3 ngày mới hết. Các bạn có hứng thú thì tới khóa học của mình. Mình có 3 khóa học. Một trong những khóa gần đây nhất sắp tới diễn ra là ngày 7, ngày 8 tháng 7. Xây dựng cơ nghiệp từ số 0. Mình cũng sẽ dành ra nửa buổi để nói về mô hình kinh doanh thêm. Ok, rồi. Một ví dụ nữa để các bạn hiểu hiểu mô hình kinh doanh ở cấu mà tại sao chúng ta kinh doanh phải bắt đầu từ khách hàng mong bắt đầu từ sản phẩm. 3 ngày trước Bình đi Hà Nội thì lúc đó khoảng 7-8 giờ tối gì đó, Bình đi ăn và đang trên đường để về khách sạn để chuẩn bị ra sân bay. Thế Bình đang đi này, có thằng nó gọi anh Bình ơi. Bình này, ở đây có thằng mẹ nào mà biết mình mà gọi anh Bình ơi vậy. Thế Bình quay lại, nó hỏi anh có phải anh Mai Quốc Bình không? À, đúng rồi, có gì không em? Này em biết anh ở trên Facebook, em mời anh ly trà đá được không? Thế thì Bình nghĩ cũng ở một cái thế giới, ở một thành phố rộng lớn như vậy, tự nhiên gặp một người như vậy à, thì mời uống trà đá thì uống cũng đơn sớm, có mẹ gì đâu, đi ra sân bay hết chưa tới 1 tiếng đồng hồ. Thế là Bình bước vào bàn, nó mới nói là em hay đọc bài của anh. Với bà nó chia sẻ em trước đây có một công ty, em bán các sản phẩm nhân sâm Hàn Quốc, rồi sản phẩm này sản phẩm nọ nói chúng nhập từ Hàn Quốc. Vậy á, bạn nói lon vong như vậy khoảng khoảng 5 phút gì đó. Bình hỏi một câu, công ty này giờ mày dẹp chưa, nó đã chết chưa? Thế bạn hỏi sao anh lại hỏi vậy? Các bạn thấy mình vô duyên không? Người ta đang kinh doanh, đang in, đang like, mình hỏi là để chết chứ. Thế là mình nói, nếu công ty đó đang còn thì tao thấy hơi lạ. Mà công ty đó mày dẹp rồi thì chúc mừng mày. Và đó là một điều hiển nhiên. Thế là bạn mới nói, em dẹp gần 2 năm trước anh ạ. Và rồi sau em làm dự án Aqua City, cuối năm rồi bất động sản cũng khó khăn quá, nên em về Hà Nội đấy, đang làm ở công ty đấy, làm ở văn phòng đấy. Thế là mình nói, em nghĩ khó khăn thì nó khó khăn, còn em nghĩ nó đơn giản, nó dễ dàng thì nó dễ dàng thôi. Vậy bây giờ anh lấy ví dụ cho em một lĩnh vực về bất động sản này.
Bây giờ em đi thuê một cái khu nhà trọ, một cái tòa nhà nào đó đi, có 50 phòng trọ, em khai thác, em cho người ta thuê đi. Đây là bạn này, ui lĩnh vực này em làm rồi, em làm bất động sản bao nhiêu năm em biết lĩnh vực này bây giờ chúa lắm anh ơi, lĩnh vực này bây giờ bão hòa rồi, cạnh tranh giá gắt lắm, không làm được đâu. Thế là Bình nói, thì đúng rồi, em nghĩ khó thì là khó, em nghĩ dễ thì là dễ, vậy em có muốn anh bắt mí không? Bao nhiêu trong số các anh chị đang ngồi đấy muốn Bình bắt mí hãy giơ tay lên và nói tôi. Các bạn comment tôi đấy đi, comment tiếp rồi Bình comment đi rồi Bình nói tiếp. Để Bình uống miếng nước đã. Đói bụng quá Bình chưa ăn tối. Mày ăn cái gì vậy? Dùng mẹ cái thằng nó ác ác vừa vừa thôi. Thế tao lại chỉ tao nói cái này giờ đòi sắp chết nó ngồi bên cạnh nó cái nhai đâu. Nó cái nhai mới tôm rộp 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 vậy đó. Mày. Cho tao biết coi. Các bạn muốn mình chia sẻ khúc sau này cực kỳ hay. Bạn nào mà thoát ra lúc này thì đúng là phí cả cuộc đời. Nếu bạn nào mà không có mẹ thì đúng. Các bạn bật công với Bình quá. Ngon quá. Ngon ngon. Hột hột gì các bạn? Hột 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 đầu. Hột lạc mà nó bọc đi á. Nó ngon ngon, ngon bà cố luôn. Các bạn có một cái comment, một cái tim, một cái tăng xã mà các bạn tiết kiệm quá. Cảm ơn bạn Hưởng, cảm ơn bạn Liên, cảm ơn bạn Nhật, cảm ơn Tú Bùi, cảm ơn Nguyễn Nam hết rồi. Không muốn nghe các bạn. Sau khi mình chia sẻ khúc này á, các bạn sẽ có thu nhập một tháng vài ngàn đô la. Mà các bạn tiếc với Bình một cái comment, một cái thả tim, một cái ngôi sao. Ngon quá, đang đói bụng. 7 giờ tối đáng lẽ Bình ăn tối, Bình mở màn lên để live stream chia sẻ với các bạn. Giờ này mình chưa ăn tối, là bữa tối của Bình đây. Giờ lại xong thì bữa tối đây, hai anh em có cái này. Đó. Rồi, ok. Vậy Bình bắt đầu Bình chia sẻ. Trân trọng biết ơn tất cả những người nào đã cho Bình một cái comment. Vậy các bạn thấy này, Bình nói á. Em có mẹ gì, em khó thì em nghĩ khó thì nó khó, em nghĩ dễ nó dễ. Vậy á, bây giờ em thuê, ví dụ em thuê một tòa nhà có 50 cái phòng trọ, 50 cái phòng trọ giá 3 triệu một phòng, em cho người ta thuê 2 triệu 8 một phòng, là hãy cạnh tranh giá chứ có mẹ gì mà suy nghĩ. Em thuê vậy đỗ mà thằng nào trọ thuê được cái giá đó đó. Thế bạn nhầm nhầm bạn ơi, anh ơi 50 phòng mỗi phòng thuê 3 triệu cho thuê lại 2 triệu 8 là lỗ 200 ngàn, 50 phòng là một tháng lỗ 10 triệu kinh doanh mà lỗ làm gì, càng bán càng lỗ, bán lỗ bán làm gì, thì bên nói thì mày lấy lỗ làm lời. Đúng không các bạn, có câu lấy lỗ làm lời này quen không? Vậy bên hỏi bàn tiếp. Vậy bây giờ ấy, nếu như em đi làm công việc cò toilet mà có thu nhập 50 triệu một tháng, em có làm không? Bà nói làm. Vậy bao nhiêu trong số các anh chị, nếu chúng ta đi làm công việc to toilet mà một tháng có thu nhập 50 triệu, các anh chị comment cho bên cái, comment tôi cũng được. Mấu chốt vấn đề nằm ở đây các bạn. Đi co toilet thu nhập 50 triệu một tháng. Bên không nói phép. Ai đồng ý? Các bạn comment cho mình tôi hoặc là tôi đồng ý hoặc là tôi gì đó. Hoặc là làm. Đó. Bạn sĩ Hùng rất dũng cảm. Đi co toilet 50 triệu một tháng. Ok. Bạn rau tươi Đà Lạt
Lam anh ơi, ok, anh quên nói tôi, thì Nguyễn Trang nói tôi, các bạn comment tiếp đi. Ai đồng ý đi cò toilet có thu nhập 50 triệu một tháng? Bình nói rất nghiêm túc, các bạn đừng có tưởng Bình, Bình bình dân. Sau khi Bình chia sẻ khúc này chỉ hết khoảng 5 phút thôi các bạn sẽ vỡ òa. Bạn Nguyễn Quốc Dũng, Quốc, Bình Chi, Lam, Thanh Đăng, Lam, Hoa Phan, Lam, Mạnh Hùng, tôi, Tâm Nguyễn, tôi, Hiếu Đoàn, tôi, Lam, Mạnh Ngon, ok. Các bạn thấy không? Vậy này, vậy thì Bình mới nói này. Em nhìn đây, nỗi đau của những người đi ở trọ. Họ đi làm cả ngày thôi, mệt rồi. Tối về là cứ láo vào, nào là cò toilet, nào là láo chui nhà cửa, là nó... cái này cái kia, mệt mỏi lắm em. Với cái sự sung sướng của họ là tối về, có người dọn cho mình cái nhà rồi, sạch sẽ thơm tho rồi, và ngả lưng ra. Wow, đã phê. Đó là sự sung sướng đó các bạn. Vậy á, bây giờ nắm chục cái phong trào đó, ngày mai em chỉ làm, chị ơi, em có dịch vụ lau dọn nhà cửa có ta lẽ này chị, một ngày 30 ngàn chị ạ. 30 ngàn á, dạ 30 ngàn chị ạ. Vậy thì các bạn thấy không, 50 cái phong trào, 3 x 55, một ngày có 1,5 triệu, một tháng 30 ngày có 45 triệu. Đó. Rồi, 45 triệu rồi nha các bạn. Rồi tiếp này. Ở dưới tầng trệt, ở cái phòng đầu tiên, làm cái tiệm tạp hóa, phục vụ cái cư dân trong tòa nhà của mình, đồng thời phục vụ những người dân xung quanh đó. Đấy, người ở ngoài đường, họ vẫn đang kiếm sống mỗi ngày bằng bán tạp hóa thôi. Việt Nam chúng ta đang có 3 triệu cái tiệm tạp hóa đó thôi. Vậy thì tiệm tạp hóa này bèo bèo mỗi tháng ngồi đó cũng kiếm được 5 triệu nữa. Rồi, dòng doanh thu tiếp theo này các bạn. Chị ơi, bên em đây giờ có dịch vụ giặt ủi đó chị. Em giặt mọi loại quần áo, quần xì, quần xà lip, em giặt luôn. Vậy các bạn thấy không? Ngoài đường giả sử như người ta giặt 10 ngàn đồng một ký, bây giờ mình chỉ giặt 6-7 ngàn đồng một ký thôi. Vì những thằng ở ngoài đường nó còn phải thuê mặt bằng, nó còn phải nó sống 100% bằng việc giặt ủi, còn ở đây chúng ta chỉ kiếm thêm thôi. Vậy thì chúng ta giúp những cư dân của chúng ta. Vậy thì các bạn thấy không, 7 ngàn đồng một ký so với thằng khế 10 ngàn đồng một ký thì nó cạnh tranh làm sao được. Vậy chúng ta có nguồn doanh thu thứ ba, đó là giặt ủi, giặt quần slip có 5 triệu một tháng nữa là tuyệt vời. Các bạn, quần slip có gì đâu mà xấu mà cười hà hà giận dữ. Quần sa lị cũng được làm bằng tư vải, bằng vải các bạn ạ. À, quần sa lị cũng để mặc thôi, cũng như như quần thịt jean, cũng như áo thun vậy thôi. Ông nào nghĩ xấu thì nó xấu, ông nào nghĩ bẩn thì nó bẩn thôi, đó là cái đầu ông bẩn đấy thôi. Ok, vậy giặt quần sa lị rồi tiếp nói chị, tiếp nói các bạn. Chị ơi, anh A, chị B, anh C có nhớ em đi chờ. Ngon quá, rồi xuống tính nhặt dưới bàn ăn ngon quá. Nhớ em đi chơi, chị có đi chơi luôn không? Em đi chơi cho chị luôn nè. Chị ơi, chị chưa đi làm về, về muộn vậy để em cầm cơm cho chị luôn nè. Vậy các bạn thấy không? Vậy bây giờ ấy, anh A, chị B, anh C, vậy thì mình đi chơi cho người ta, về rau cỏ tươm tất cho người ta, thịt cá làm sạch ướp sẵn cho người ta. Rồi ngày mai đi qua nhà bà hàng xóm, bà ơi, tôi thấy các bạn ở trong này, các bạn đi ở trọ, các bạn đi làm cả ngày về, thương các bạn lắm các bà, cũng như con của chúng ta, trong khi con của chúng ta thì được bao bọc, được che chở, được lo cho hết. Cho nên tôi đi chờ, rồi tôi rau cỏ về tôi nhặt, tôi làm sẵn cho các cháu nó về, tội nó chỉ vào bỏ vào nồi nó đảo 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 10 phút là nó có ăn. Ba u hái vậy ba, tốt quá bà ơi. Vậy từ ngày mai ba đi mua rau, ba về ba ơi, tôi qua tôi làm phụ ba nhá. Vậy chúng ta có thể được một người giúp phụ giúp cho việc chúng ta mà không phải trả lương. Vậy việc đi chợ hộ chúng ta có thêm 5 triệu nữa. Vậy các bạn thấy không, có toilet một tháng được 45 triệu, tạp hóa một tháng được thêm 5 triệu, giặt quần slip được thêm 5 triệu, và đi chợ hộ
5 triệu. Vậy là tổng cộng chúng ta 45 cộng 5 cộng 5 cộng 5 là được 60 triệu. Trừ đi 10 triệu lỗ lúc này có được 50 triệu. Vậy thì tất nhiên sẽ không có 100% những cái cư dân của chúng ta sẽ sử dụng dịch vụ của chúng ta. Cứ cho nó 30-40 triệu đi. Rồi. Vậy các bạn thấy không? Vậy bây giờ chúng ta chuyển từ mô hình kinh doanh phòng trọ, bây giờ chúng ta chuyển thành mô hình kinh doanh phục vụ những người ở trọ. Các bạn thấy mô hình kinh doanh của chúng ta đã thay đổi chưa? Đó. Rồi. Vậy điều tiếp theo diễn ra ở đây là gì? Chúng ta mới thấy. Các bạn có muốn bình bật mí điều tiếp theo để chúng ta xây dựng một đế chế đằng sau không? Đến đây các bạn thấy hay hay chưa? Các bạn thấy thú vị chưa? Vậy cái sự sung sướng của khách hàng chúng ta đã tốt chưa? Sự sung sướng của khách hàng chúng ta đó là tội về cơm bưng nọt có nhà cửa sạch sẽ thơm tho, mọi thứ đã cơm nước đã sẵn sàng, quần áo được đi giặt sạch, nỗi đau của họ đã được giải quyết hết. Vậy các bạn thấy tuyệt vời không? Đó, kinh doanh bắt đầu từ nỗi đau của khách hàng đó các bạn. Vậy thì các bạn hỏi là anh Bình ơi, em có nên đi thuê một khu nhà trọ để kinh doanh không? Bình nói là tao đã biết, việc của mày làm sao tao biết, vì mày kinh doanh từ bắt đầu từ sản phẩm. Anh Bình ơi, em có nên bán mặt áo không? Không biết. Vậy hàng trăm như vậy làm sao Bình biết được? Nhưng mà Bình chỉ giúp các bạn tìm ra những nỗi đau cho khách hàng. Cho nên các bạn khi tới lớp của Bình, được Bình chia sẻ, các bạn đứng lên hỏi, bực Bình chia sẻ một một, các bạn có quyền hỏi cả một buổi. Và các bạn được một buổi học ở một buổi được Bình có chính một một như vậy, các bạn chẳng tốn đồng cắn nào cả, hoàn toàn miễn phí. Tại sao không đến? Có nhiều người hỏi ở Đà Nẵng, ở Hà Nội có lớp không anh? Đầy người ở Hà Nội, ở Đà Nẵng, ở Nha Trang vào học lớp của tôi. Bạn nào đã từng học cả một, cả hai, cả ba, cả bốn mà không phải từ Hồ Chí Minh comment đấy cho Bình thấy mày đó. Các bạn không dám nhích cái đích của mình lên khỏi cái ghế của mình, không dám bước cái chân của mình lên khỏi mặt đất, thì các bạn làm được cái gì nữa đây? Các bạn phải lâu lâu phải reset mình, có những lần đó mình đi đổi gió, mình đi chơi, mình đi trải nghiệm, mình đi học những cái môi trường mới, những cái góc nhìn mới. Tại sao tôi đi Singapore, đi Mỹ, đi Nhật tôi đi học được, tôi đi học Hà Nội như cơm bữa, tại sao các bạn lại ấy? Rồi tiếp theo, bước tiếp theo. Vậy các bạn tại đây bên này quay lại cái câu chuyện khi này là xây dựng đội nhóm. Bây giờ bước tiếp theo này các bạn, alo chị ơi, kêu ba chị gái ở dưới quê đang đi làm công nhân đấy, chị lên đấy quản lý khu nhà trọ cho em cái, em trả lương cho chị tháng 15 triệu. Vậy thì ba chị đang đi làm công nhân tháng 6 7 triệu, bây giờ được lên đây làm tháng 15 triệu sướng quá. Với điều kiện chị phải phục vụ cho khách hàng của em, cư dân của em cực kỳ hài lòng, không có ai comment, không có ai la mắng gì cả. Nếu khách hàng mà comment em sẽ cho chị nghỉ việc, nói trước như vậy. Rồi. Và sau 3 tháng nếu chị làm tốt, em giao cho chị cái tiệm tạp hóa đó, chị tự làm, tự quyết luôn. Vậy thì đó là bước thứ hai, bước tiếp theo. Đó. Vậy thì ba chị lúc này đã có thu nhập khoảng đâu đó 20 triệu. Vậy các bạn thấy không? Giúp ba chị có thu nhập gấp 3 lần. Vậy ba chị bây giờ có thu nhập khoảng đâu đó 20 triệu. Chúng ta vẫn còn được 20 đến 30 triệu nữa. Rồi tiếp theo nữa các bạn. Ngày mai qua phường bên cạnh lại thuê một tòa nhà như vậy nữa. Rồi một ông anh, con ông bác, anh ơi vào đấy quản lý cho em khu nhà trọ như vậy, cũng làm y chang như vậy. Chúng ta bắt đầu có hai người. Ngày mai qua phường bên cạnh tiếp, gọi ba chị con gì đó, ba chị con gì, chị ơi vào đấy quản lý cho em cái khu nhà trọ này với, em trả lương cho chị như vậy. Vậy thì các bạn thấy không, từ một khu nhà trọ bây giờ lên từ một công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao, hay công ty hai người, ba người, và đây là từng bước để chúng ta xây dựng một đế chế kinh doanh bắt đầu từ một người. Các bạn thấy không, hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi nhỏ nhất, và mọi thứ chúng ta đều có thể hóa giải được nếu chúng ta bắt đầu từ nỗi đau của khách hàng.
cho nên đừng có ai đó cứ inbox cứ comment anh Bình ơi em bán hải sản được không, anh Bình ơi em bán khoai được không, anh Bình ơi em bán nước được không, anh Bình ơi anh bán quần áo được không, mày bán cái gì cái cha mày, làm sao tao biết được, tao làm sao biết được nỗi đau của khách hàng, mục tiêu của mày là gì, chỉ trừ khi mày tới đây mày chia sẻ mày nói đó sản phẩm khách hàng mục tiêu dịch vụ như thế nào, tao sẽ giúp mày vẽ lại mô hình kinh doanh đơn giản như vậy thôi đó. Vậy thì mô hình kinh doanh của Bình, Bình thiết kế lại cho mọi người, người ít chữ đọc cũng hiểu, người không biết chữ nghe cũng cũng hiểu cũng làm được. Và các bạn thấy đó, chúng ta đã giải quyết được vấn đề của khách hàng của chúng ta và chúng ta xây dựng để chạy như vậy. Vậy thì thằng em của Bình sau khi nó bán mặt ấm như vậy, một tháng nó bán được vài vài trăm triệu, sau khi nó thay đổi thành mô hình kinh doanh phục vụ gọi thực phẩm sạch cho mọi gia đình như vậy, một tháng nó bán được gần 1 tỷ, giờ cứ như vậy đó. Vậy là người bà nó của Bình, cái người mà nói ở phòng trọ của Bình như vậy, sau khi Bình chia sẻ như vậy khoảng gần 1 tiếng, thế là bà này em vô cùng biết ơn anh đã chỉ có hơn 30 phút ngồi uống trà đá với anh mà anh đã làm em thay đổi cuộc đời, làm cuộc đời của em thay đổi. Anh Bình cho em xin số tài khoản đi. Bình hỏi là số tài khoản làm gì? Bà nói bây giờ trong túi của em, trong ví của em, trong tài khoản của em còn hơn 20 triệu. Em muốn tặng anh 15 triệu. Có những học phí vì anh đã giúp em thay đổi cuộc đời. 5 triệu còn lại để em khởi nghiệp. Bình nói tao không cần số tiền đó. Mày hãy giữ lại và hãy làm đi. 1 năm nữa, 3 năm nữa mày khỏe anh Bình ơi, bây giờ em đã có 1 tỷ rưỡi, 15 tỷ hoặc 150 tỷ. Vậy thì lúc đó tao sẵn sàng xin mày cho tao 15 triệu để tao làm một cái việc gì đó, hoặc là tao cho từ thưởng cho tao một chuyến du lịch đơn giản như vậy các bạn ạ. Giúp đỡ tao đi giá trị, không cần phải tính toán, không cần cần phải mưu cầu một thứ gì cho. Bên chị chia sẻ để giúp các anh chị thay đổi cuộc sống, thay đổi công việc, thay đổi góc nhìn và chúng ta có một cuộc sống tốt hơn, đơn giản như vậy thôi. Vậy đó, mô hình kinh doanh như vậy rồi, tuyệt vời không các bạn? Các bạn có ở đó không? Các bạn có nghèo? Nếu ai cảm thấy mình đã nhận được một giá trị gì đó, các bạn hãy comment cho mình một cái đi. Đó, xây dựng để chế tiêu đó bằng những điều đơn giản như vậy. Xây dựng một cái doanh nghiệp tiêu đó, chúng ta chỉ bắt đầu những cái việc đơn giản như vậy thôi. Có to lẽ chẳng sao cả, giặt quần xuất chẳng sao cả, đi rửa chén chẳng sao cả. Miễn rằng chúng ta có tiền giúp cuộc sống của chúng ta tốt hơn mà không vi phạm pháp luật, không vi phạm đạo đức nghề nghiệp, không làm hại ai cả, đó là điều tuyệt vời rồi. Vậy thằng gì đó nó có nói, thằng gì đó nó có nói là thằng đi cò tôi lẽ, thằng đi giặt quân si để kiếm sống, thằng đi giặt quân sinh lý để kiếm ăn cày trá, nó không có tiền nó mới nhục. Chúng ta đi giặt quân sinh lý chẳng có gì mà nhục cả, các bạn cứ bơ đi mà sống, các bạn bịt bớt đi một tai, nhắm bớt đi một mắt để mà sống, đơn giản như vậy thôi đó. Vậy thì những ai chưa đăng ký khóa học của Bình xây dựng cơ nghiệp từ số không, khóa học đó 2 ngày chúng ta ngồi với nhau, tới một ngày tới khoảng 12 đến 15 tiếng lần các bạn ạ. Tức là chúng ta 2 ngày ngồi với nhau khoảng 25 đến 30 tiếng, chúng ta đắm chìm với nhau và nếu như vậy chúng ta rất tuyệt vời đó. 2 ngày tới đó các bạn có thể hỏi bất kỳ điều gì, các bạn thích được ngồi trên, cảm thấy cho phép mình được ngồi trên thì các bạn mua cho mình vé VIP các bạn và ngồi cùng chúng ta ngồi ăn trưa với nhau. Còn các bạn nói không tao chả việc gì cả thì tao ngồi dưới, tao ngồi dưới cùng. Cho nên ấy, các bạn cho phép mình ngồi ở đâu đó là quyền của các bạn. Cho nên ấy, các bạn cho mình ở dưới tăng đại của xã hội thì các bạn là ở tăng đại của xã hội. Các bạn cho mình là tăng tinh hoa của trên của xã hội thì là thằng tinh hoa của xã hội. Đó. Và đó là lý do tại sao 5% người ở trong thế giới này đang nắm 95% tài sản của nhân loại. Ngược lại 95% đó chỉ nắm được có 5%. Đơn giản vì các bạn cho mình cái sự một lựa chọn như vậy, các bạn luôn ở dưới của xã hội, các bạn không nỗ lực, các bạn không chiến đấu để các bạn vươn lên, các bạn lựa chọn như nào đó là quyền của các bạn, lựa chọn thế nào cũng được đó.
Vậy thì đơn giản không các bạn? Cực kỳ đơn giản. Kinh doanh là cực kỳ đơn giản. Đó. Không. Buổi tối hôm nay các bạn đã nhận được giá trị gì? Các bạn đã học được cái gì? Các bạn comment cho Bình với. Ha. Vậy thì phần chia sẻ hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Nếu các bạn muốn xem livestream của Bình tiếp theo, các bạn hãy comment cho Bình một cái gì đó tích cực đi. Ví dụ các bạn nhận được giá trị gì đó, học được cái gì đó, các bạn muốn nghe tiếp thì các bạn phải comment đi, thể hiện là các bạn quan tâm. Bình sẵn sàng mỗi tối dành ra vài tiếng đồng hồ để livestream chia sẻ với các bạn. Bạn Đông Nguyễn hỏi làm sao để nghiên cứu hành khách hàng. Nỗi đau của khách hàng không cùng đẳng cấp với Bình. Bạn đọc lại có một cái bài trước đấy Bình có chia sẻ khoảng một tháng trước. Hoặc là khóa sau chia sẻ, vì cái này do mình chia sẻ thì hết khá nhiều thời gian. Các bước để nghiên cứu nỗi đau của khách hàng. Còn nếu không, cách tốt nhất là ngày 7, ngày 8 bạn tới lớp của mình. Đó, ok. Bạn Quang Trân hỏi khi nào có Hà Nội, Bình nói rồi. Hiện giờ Bình chỉ có Hồ Chí Minh thôi. Đây người Hà Nội, Sài Gòn. Có bạn Hà Nội hôm bữa đi cả công ty tới 8 người tới học lớp của mình. Mua toàn vé VIP. Họ đầu tư như vậy, bạn vào Sài Gòn một lần để đi chơi. Để gì à? Bây giờ mình đang ở Hà Nội đấy nè các bạn. Đó. Mình còn đi Singapore để học, còn đi Mỹ để học, đi Hàn Quốc để học. Thì các bạn đi một lần có sao? Lâu lâu mình đổi gió chứ. Thay đổi phong thủy. Bạn Hoàng Văn Huynh nói là thêm một câu chuyện nữa đi. Thôi, nhiều rồi, giờ này trễ rồi, người ta trốn đi ngủ hết rồi. Đó, 9 giờ 19 rồi, mình còn phải ấy. Mai mình họp với đối tác của mình từ 9 giờ sáng đến 11 giờ đêm nữa các bạn ạ. Ngày hôm nay mình họp từ sáng 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều rồi. Là mình lúc vừa bước ra khỏi phòng họp là mình bỏ xa tờ, là tối nay mình sẽ live stream. Đó. Giờ này mình chưa ăn, bây giờ đi ăn xong mình còn phải làm báo cáo. Làm báo cáo đến khoảng 12 giờ 1 giờ đi mình ngủ để sáng mai lại còn chiến đấu nữa. Vậy các bạn thấy không? Rất nhiều như vậy, mình làm việc với một cái tần suất với một cường độ như vậy, các bạn xem mình đã lao động, đã làm việc, đã học hành với tần suất như thế nào. À, ok. Cảm ơn, trân trọng biết ơn các bạn đã dành hơn 2 tiếng đồng hồ cái này giờ để ngồi nghe mình chia sẻ. Hẹn gặp lại các bạn vào các cái buổi livestream sau và hẹn các bạn vào các cái chương trình, các cái lớp học của mình. Bạn nào thích thì cứ tới đấy học. Đó. Có vé miễn phí và có vé có phí cho các bạn. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.